Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 3. Chị Tính tới rồi, người đàn ông đó chính là chỗ dựa của chị Tính. Lý Vân Uyển nhìn thấy chị Tính kéo Diệp Phong từ trong văn phòng ra, lông tơ dựng đứng lên. Người xung quanh sau khi thấy chị Tính đều vội vàng chào hỏi. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong lập tức gập người cong eo cung kính hô Diệp tiên sinh buổi tối tốt lành. Diệp Phong rất có phong độ phất phất tay, đi theo chị Tính tới lô ghế dài mà Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển đang ngồi. Lý Vân Uyển chua xót nói với Tề Đẳng Nhàn những lời vừa nãy nói với anh hơn phân nửa đã bị chị Tính nghe thấy rồi, hai người phụ nữ chống lưng giúp anh kia cũng đi rồi, chỗ dựa của chị ấy lại tới. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tề Đẳng Nhàn suy một tiếng, lười xem hai người họ mà yên lặng uống rượu rồi thưởng thức viên xúc sắc trong tay mình. Không nghĩ tới hôm nay Diệp tiên sinh cũng sẽ hạ giá quang lâm tới quán bar, người này không biết tìm được ai chống lưng mà có thể khiến chị Tính một điều nhịn chín điều lành, nhưng lần này chỉ sợ là trốn không thoát được. Đúng vậy, được tiện nghi còn mẹ nó khoe mẽ, được hời rồi là không muốn thu tay sao? Cứ nhất định phải nói vài lời cợt nhả mới chịu, giờ thì hay rồi, cũng mời luôn cả Diệp tiên sinh tới luôn. Diệp tiên sinh đây chính là khách đặc biệt của Long Môn tỉnh Đông Hải chúng ta đấy. Vừa rồi Vương Báo bị đánh thảm như vậy mà một câu của chị Tĩnh tha cho hắn cũng là nể mặt mũi của Diệp tiên sinh thôi. Mọi người thấp giọng nghị luận, đồng thời cũng hướng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa tới trên người Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển hoa dung thất sắc gần như bị dọa phát khóc, miệng Tề Đẳng Nhàn này thật đen đủi, giờ thì hay rồi, rước đại lão này tới đây thì giải quyết kiểu gì. Chị Tĩnh kéo cánh tay Diệp Phong đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Chỉ Tề Đẳng Nhàn rồi không nói thêm gì nữa. Cậu trai này, làm người thì phải biết đúng mực một vừa hai phải. Diệp Phong khẽ cười, nói. Tề Đẳng Nhàn không nói chuyện, cúi đầu uống rượu. Diệp Phong tiếp tục mặt mũi của Ngọc Tướng Quân thì tôi không thể không cho, nhưng tôi tới chỉ để cảnh cáo cậu rằng đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Tôi cũng không làm khó cậu đứng dậy tự phạt ba ly là được. Sau khi uống xong thì quỳ xuống xin lỗi Tiểu Tính, sám hối vì những lời nói ngu xuẩn tự cậu nói ra. Như vậy thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lúc Diệp Phong nói chuyện có một số người không nhịn được lên tiếng nịnh nọt. Diệp tiên sinh bất luận làm người hay làm việc đều rất phóng khoáng, đối mặt với kẻ điên như vậy còn có thể biểu hiện giống như quân tử vậy. Tên nhóc thối đừng không biết điều, Diệp tiên sinh đã cho cậu bậc thang xuống rồi. Cậu nói năng lỗ mãng với chị Tính như vậy còn không nhanh chân đứng dậy chạy tới xin lỗi. Con mẹ nó, Diệp tiên sinh đứng còn cậu ngồi đúng không, cậu cảm thấy bản thân mình là thứ gì chứ? Mà Lý Vân Uyển ở một bên sau khi nghe mấy lời này đã sợ tới mức ngồi không yên, vội vàng đứng dậy. Cô ta lắp bắp nói với Diệp Phong Diệp tiên sinh, bạn của tôi uống say rồi, những lời vừa rồi chỉ là nói nhăng nói cuội thôi, ngài đừng để ý. Diệp Phong ha hả cười tất nhiên tôi sẽ không để ý chuyện như vậy, nếu không tôi đã chẳng cho cậu ta một cơ hội. Anh là cái thá gì mà đòi cho tôi cơ hội? Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn cúi đầu hỏi lại một câu. Mày miệng chó không mọc được ngà voi không biết tốt xấu đúng không? Một người chuyên nịnh hót Diệp Phong đứng dậy bước về phía trước. Diệp tiên sinh là ai? Có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với mày đã là để mắt tới mày, cho mày mặt mũi to bao nhiêu? Vậy mà mày còn muốn làm bộ làm tịch ngồi đó nói chuyện với Diệp tiên sinh. Đã vậy còn nói năng lỗ máng. Tao thấy là mày chán sống rồi phải không? Mày có biết rằng Diệp tiên sinh là khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn hay không? Chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến cậu chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu hai cái, yên lặng thêm hai viên đá vào ly rượu nói thật ồn ào. Người nọ nghe vậy không khỏi bị chọc giận. Tức giận nói tôi cho cậu 3 giây đứng dậy nói xin lỗi với chị Tính và Diệp tiên sinh. Nếu không, không cần phiền Diệp tiên sinh động thủ, tôi sẽ khiến cậu biết cuồng vọng như vậy phải trả giá như nào. Tề Đẳng Nhàn uống một hơi cạn sạch ly rượu, đặt mạnh ly rượu xuống bàn vang cộp một tiếng, đột ngột đứng dậy giơ tay đấm thẳng vào mặt người nọ. Không nghe thấy tôi nói cậu ồn ào hả? Một đấm này của Tề Đẳng Nhàn không nhẹ. Trực tiếp đấm người từ rào chắn hàng ghế bay ra ngoài lăn vài vòng trên đất ngất xỉu. Lý Vân Uyển thấy một màn như vậy thì trước mắt tối sầm lại, xong rồi, chỗ dựa đi rồi mà Tề Đẳng Nhàn lại gây sự như vậy, giờ ai tới chống lưng cho hắn đây?
Tên nhãi này, ngốc thì có ngốc thật nhưng tôi không thể không nói một câu rằng hắn thật sự rất mạnh. Quán bar của Chỉ Tính có quy định không được gây chuyện ở chỗ này, nhưng hắn cố tình không để ở trong lòng, hiện tại còn làm trò đánh người ở trước mặt Chỉ Tính và Diệp Tiên Sinh. Không phải hắn mạnh mà là đầu óc có vấn đề đi. Ở trong quán bar của Chỉ Tính gây chuyện, vừa rồi Chỉ Tính còn cho hắn mặt mũi, hiện giờ chỉ sợ sẽ không có chuyện như vậy đi. Mẹ kiếp, thật sự dám động thủ ở trước mặt Diệp Tiên Sinh sao? Đúng là chán sống. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn làm trò đánh người ở trước mặt hai người Chỉ Tính và Diệp Phong, mọi người đều hưng phấn hẳn lên. Khuôn mặt của Chỉ Tính hoàn toàn đen lại, tức giận nói vừa rồi tôi nể mặt mũi của Long Á Nam nên một điều nhịn chín điều lành, cậu không biết tốt xấu thì thôi lại còn ở sau lưng khua môi múa mép loạn xạ. Hiện giờ cho cậu bậc thang cậu không xuống, còn dám ra tay đánh người. Tôi thấy là cậu thật sự không để quy củ của quán ba chúng tôi vào mắt đúng không? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nói ở sau lưng khua môi múa mép. Tôi còn dám nói ở trước mặt cô nữa đấy. Nghe vậy mọi người đều hít một hơi khí lạnh không dám nói thêm gì nữa, lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám nói như vậy ở trước mặt Chỉ Tính. Cô làm việc không nghiêm minh còn nói cái gì quy củ gì với tôi? Cho rằng sau lưng có người chống là có thể cao cao tại thượng sao? Ngại quá, tôi không thích bị xoay vòng vòng, hơn nữa ngày thường tôi ghét nhất chính là loại người luôn tự coi mình cao cao tại thượng như mấy người. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đạp một chân lên bàn, thân thể hơi khuỵu xuống chống ở trên đùi của mình, tựa tiếu phi tiếu nói hiện tại cô còn cảm thấy rằng tôi ở sau lưng cô khua môi múa mép không? Mặt Chỉ Tính bị tức giận chuyển từ đen sang đỏ. Mặt mũi Diệp Phong cũng có chút đen lại. Lý Vân Uyển càng trực tiếp hơn ngã ngồi trên sofa, rót rượu hung hăng uống hai ngụm an ủi bản thân, chỉ cầu mong sao trận chiến hỏa này ngàn vạn lần đừng lan tới trên người mình. Bật đèn lên, Diệp Phong lạnh nhạt nói, khí chất trên người càng thêm rét lạnh. Người phục vụ vội vàng tiến lên bật đèn. Diệp Tiên Sinh nổi giận thật rồi. Sau khi anh ta trở thành khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn cũng chưa có ai dám làm càn ở trước mặt anh ta như vậy. Đúng vậy, Diệp Tiên Sinh cho mặt mũi hắn không cần, hiện giờ chọc giận Diệp Tiên Sinh rồi thì cậu cảm thấy hắn còn có quả ngon gì để ăn sao? Nếu tôi là hắn thì hiện tại sẽ lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Tiên Sinh, sau đó dập đầu thừa nhận sai lầm của mình, như thế có lẽ còn có thể sống. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tham khảo xem Tề Đẳng Nhàn ở trong tay Diệp Phong sẽ chết như thế nào. Cũng ngay lúc này đèn lớn được bật lên. Các loại đèn mọi màu sắc lung lay khiến người choáng mắt bị tắt đi, thay vào đó là ánh đèn sáng trắng tràn ngập quán bar. Tề Đẳng Nhàn thấy rõ Diệp Phong đứng bên cạnh Chỉ Tính thì nở nụ cười nói ơ, tiểu Diệp tử. Một tiếng gọi này của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp dọa sợ mọi người ở đây, bao gồm cả Chỉ Tính. Diệp Phong cũng là sau khi đèn được bật lên mới thấy rõ mặt của Tề Đẳng Nhàn, trong nháy mắt trực tiếp bị dọa ngây ngốc. Mà mọi người sau tiếng kêu của Tề Đẳng Nhàn càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con mẹ nó, sao tên ma vương này lại ở đây? Cậu nói chuyện kiểu gì vậy, dám không tôn trọng Diệp Tiên Sinh như vậy? Muốn chết có phải không? Một người trẻ tuổi tức giận vọt lên. Diệp Phong trực tiếp tát một cái khiến người thanh niên này ngã ra ngoài. Sau đó cười gượng với Tề Đẳng Nhàn. Mà Chỉ Tính ở một bên đã nhận ra có chỗ không thích hợp, nhất là sau khi Diệp Phong thấy rõ ràng mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt anh ta trắng bệnh lại, tay cũng hơi run rẩy. Chỉ Tính nhíu mày lại, thấp giọng gọi tiên sinh. Tay Tề Đẳng Nhàn nhét ở trong túi nhìn Diệp Phong, híp mắt cười tiểu Diệp tử à, mới rời nhà tù có 2 năm mà đã dám để người phụ nữ của mình tới dậy đời tôi rồi. Lời kia vừa thốt ra khiến Diệp Phong sợ tới mức giật mình, vội chua xót cười nói nhị đương gia ngài đùa kiểu gì vậy, tôi đâu dám để tiểu Tính tới dậy đời ngài đâu. Tôi đây cũng là không biết nhị đương gia ngài ở chỗ này, hơn nữa có chút hiểu lầm nhỏ với tiểu Tính sao. Nếu tôi mà biết ngài tới chỉ điểm công tác thì sao dám có nửa câu oán hận đây. Chỉ Tính một bên nghe thấy lời này ra mặt hơi run lên, Diệp Phong ở trong mắt cô ta luôn thời thời khắc khắc giống với thế ngoại cao nhân. Nhưng Diệp Phong của hiện tại lại cười cười nịnh nọt với Tề Đẳng Nhàn. Quần chúng vây xem nghe thấy đoạn đối thoại của hai người cũng bị dọa sợ không nhẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại nhân vật như Diệp Phong vậy mà quen biết Tề Đẳng Nhàn,
hơn nữa nhìn bộ dáng kia còn cực kỳ sợ hãi hắn. Xem ra năm đó đại ma đầu Trương Tiểu Bạch kiểm kia đánh cậu không đủ lâu nên khiến cậu không nhớ rõ rồi, vậy mà dám lên mặt ở trước mặt tôi luôn cơ đấy. Tề Đẳng Nhàn như cười như không nói. Cả người Diệp Phong run lên, lúc trước ở trong nhà tù anh ta không nghe quản giáo, sau đó Tề Đẳng Nhàn trực tiếp để anh ta làm bạn tù chung với đại ma đầu. Đại ma đầu đó là hung thủ giết chết cả nhà thượng tướng mạnh nhất Tuyết Quốc, Diệp Phong ở trong đó suýt chút nữa sống sờ sờ bị đại ma kia đầu đánh chết, cuối cùng vẫn phải dựa vào khom lưng uốn gối nói lời dễ nghe với Tề Đẳng Nhàn mới được đổi phòng giam khác. Một đám người trợn mắt há hốc mồm suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, Diệp Phong năm đó bị một tên đại ma đầu đánh suýt chết. Diệp Phong đầy mặt cười gượng, một câu cũng không dám nói. Vừa rồi cậu bảo tôi quỳ xuống xin lỗi người phụ nữ kia. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Bang! Diệp Phong không nói hai lời, hai đầu gối mềm nhún trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Nhị đương gia, không phải là tôi không biết đó là cậu sao, chỉ là nói đùa thôi, ngài đừng để trong lòng. Tôi là người nói chuyện cuồng vọng không lựa lời như vậy, ở chung với ngài mấy năm không phải ngài cũng biết rõ rồi sao? Chỉ tính sau khi nhìn thấy người đàn ông đỉnh thiên lập địa quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi cũng bắt đầu run. Diệp Phong đúng thật là nhân vật lớn, cũng rất có bản lĩnh, nếu không sao có thể đảm đương chức khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn được. Nhưng cũng chính là nhân vật lớn này lại cố tình quỳ xuống xin lỗi trước mặt Tề Đẳng Nhàn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút, thật là đáng sợ. Được rồi, đứng dậy đi. Đàn ông đàn an không thể quỳ dễ dàng như vậy được. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn phất phất tay, ngồi trở về trên sofa. Lý Vân Uyển ở một bên đã ngây ra như phỗng, thậm chí còn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, sợ bản thân đang nằm mơ, kết quả cắn đau quá nước mắt cũng rơi xuống. Diệp Phong đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó ngượng ngùng cười cười. Tề Đẳng Nhàn chính là bóng ma cả đời của anh ta, cũng là người mà anh ta không thể trêu chọc nổi. Quỳ một chút, ném mặt mũi một tí còn tốt hơn so với bị người đánh chết a. Nhà tù U Đô là nơi giam giữ những người cùng hung cực ác, đương nhiên cũng sẽ có những người dù chỉ như thế nào cũng đều không nghe quản giáo, nhưng hiện tại tất cả người ở bên trong đó lại nguyện ý nghe lời, chẳng sợ có gây sự thì cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ lẻ vặt vãnh chứ tuyệt đối không dám gây chuyện lớn. Vậy những người không nghe lời đó thì sao? Dù sao mọi người không ai dám nghĩ tới sẽ thảo luận vấn đề này. Tiểu Tĩnh, đây chính là Tề Đẳng Nhàn tiên sinh, em cũng có thể gọi cậu ấy là nhị đương gia cũng được. Nào nào, em mau tới kính cậu ấy ba ly rượu xem như xin lỗi vì sự không lễ phép trước đó của em. Diệp Phong cười cười kéo tay chị Tĩnh qua đẩy cô ta lên phía trước. Chị Tĩnh một bụng đầy ủy khuất nhưng không dám nhiều lời, rót đầy ba ly rượu hướng về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề tiên sinh, vừa rồi đắc tội ngài tôi thật sự rất xin lỗi, đều do tôi không đúng. Chỉ mong ngài không để ở trong lòng. Sau khi nói xong lời này, chị Tĩnh ngửa đầu uống cạn một ly. Hai mắt Lý Vân Uyển xoay tròn, lẩm bẩm nói mình không nhìn nhầm đúng không, chị Tĩnh vậy mà kính rượu xin lỗi với Tề Đẳng Nhàn. Chị Tĩnh bưng ly rượu thứ hai lên vừa rồi tôi làm việc có chút bất công, mong Tề tiên sinh ngài bỏ qua cho. Nói xong lời này ly rượu thứ hai cũng cạn. Hai ly rượu mạnh xuống bụng. Chị Tĩnh đã có chút hơi say nhưng vẫn không dám chậm chạp mà bưng ly rượu thứ ba lên ly thứ ba này tôi tiếp tục kính ngài, hy vọng về sau ngài có rảnh rỗi sẽ thường xuyên tới quán bar của chúng tôi uống rượu, chi tiêu hoàn toàn miễn phí xem như bồi tội với ngài, còn mong ngài sẽ không từ chối. Nói xong lời này ly rượu thứ ba cũng xuống bụng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chị Tĩnh dù sao cũng là người lăn lộn đã lâu. Nói chuyện hay làm việc đều không khiến người ta soi ra khuyết điểm. Tề Đẳng Nhàn thấy cô ta thành tâm uống xong ba ly rượu thì cũng không để việc nhỏ nhặt này ở trong lòng, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhị đương gia, tôi kính ngài một ly. Ha ha, ngài lặn lội xa xôi tới Trung Hải cũng không nói trước một tiếng để tôi đón gió tẩy trần cho ngài thật tốt đâu. Diệp Phong nói. Nga, vậy vị này chính là phu nhân của nhị đương gia rồi, chào chị dâu. Chị dâu, ly này tôi xin kính chị và nhị đương gia. Nào nào, Tiểu Tĩnh em cũng tới đây, uống thêm một ly.
Sắc mặt Lý Vân Uyển đỏ lên nhưng cũng không giải thích gì mà chỉ bưng ly rượu lên chạm cốc với Diệp Phong và Chỉ Tĩnh. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng chính mình cũng sẽ có một ngày có thể được Diệp Phong và Chỉ Tĩnh đồng thời hướng mình kính rượu. Mà tất cả những cái này đúng là do người chồng phế vật bị Kiều Thu Mộng khinh thường, một cảnh ngục nhỏ chui từ xó xỉnh nào đó ra Tề Đẳng Nhàn mang tới. Tề Đẳng Nhàn nói tôi hết giận rồi, các cậu đi đi. Diệp Phong cười cười không dám nhiều lời, lôi kéo Chỉ Tĩnh trở về văn phòng. Tiên sinh, người đó là ai vậy? Chỉ Tĩnh kinh ngạc hỏi, lần đầu tiên cô ta thấy Diệp Phong hèn mọn như vậy ở trước mặt người khác. Diệp Phong hung hăng nuốt một ngụm nước bọt xuống, cười gượng nói cái này. Em đừng hỏi thì hơn, chỉ cần chú ý về sau ngàn vạn lần đừng trêu chọc tới hắn, nếu không có mười tôi cũng không cứu được em. Hắn cũng chỉ có tí xíu quan hệ với Ngọc Tiểu Long mà thôi, có đáng để ngài sợ như vậy không? Chỉ Tĩnh nhấp môi có chút bất mãn phản bác. Mặc dù Ngọc Tiểu Long tôi cũng không dám đắc tội nhưng vị này khác, ngay cả chọc hắn tức giận tôi cũng không dám đâu. Nói tóm lại em đừng có hỏi nhiều, về sau mắt mở to hơn là được. Diệp Phong thở dài một hơi, có chút chua xót nói. Chờ đến khi Lý Vân Uyển lung lay đứng dậy đi tính tiền thì lại bị người phục vụ báo rằng hóa đơn đã được Chỉ Tĩnh miễn phí rồi. Không nghĩ tới có một ngày mình có thể được miễn phí hóa đơn ở quán bar của Chỉ Tĩnh. Trong lòng Lý Vân Uyển ngũ vị tạp trần, trình độ nhặt của hời này của mình đúng thật là đệ nhất Trung Hải nha. Tuy rằng qua mặt Mộng Mộng đúng là có chút không tốt. Nghĩ xong, thân thể cô ta lung la lung lay phanh một tiếng ngã vào trong ngực của Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển nguyên một ngày lòng dạ đều là nhặt được của hời uống nhiều quá, ngược lại khiến Tề Đẳng Nhàn nhặt được cá chết. Hắn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới tử lượng của Lý Vân Uyển lại kém như vậy. Một người phụ nữ uống say cũng không tiện sắp xếp cho cô ta cái gì, thôi thì cứ mang người về Sơn Trang Vân Đỉnh trước đã. Quả nhiên nơi anh ta ở là Sơn Trang Vân Đỉnh, chờ sau khi xe tới Sơn Trang Vân Đỉnh, đôi mắt Lý Vân Uyển khẽ mở mơ màng nghĩ. Tới biệt thự ở đỉnh núi rồi, Tề Đẳng Nhàn xách Lý Vân Uyển xuống xe. Mà Lý Vân Uyển lúc này đã gần như tỉnh rượu. Sơn Trang Vân Đỉnh là nơi mọi người đều biết đó là khu nhà giàu đứng đầu ở Trung Hải, chỉ có cực giàu có và đại lão mới có thể vào ở trong này. Mà trên đỉnh Sơn Trang Vân Đỉnh chỉ có một biệt thự tên là Vân Đỉnh Thiên Cung. Về căn biệt thự này thì ở Trung Hải cũng có ít nhiều lời đồn về nó. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại là chủ nhân của Vân Đỉnh Thiên Cung. Đùa cái gì vậy chứ? Không phải hắn chỉ là cảnh ngục thôi sao? Sao có thể ở nơi này được? Lý Vân Uyển kinh hãi không thôi. Tỉnh rồi, Tề Đẳng Nhàn liếc thấy Lý Vân Uyển đã tỉnh thì nói. Lý Vân Uyển ngượng ngùng gật đầu, xoa xoa thái dương có chút đau của mình, nói ngại quá, uống hơi nhiều. Tề Đẳng Nhàn lại nói vậy hay là cô tự trở về đi? À! Lý Vân Uyển bị những lời này của hắn làm cho choáng váng, người này cũng quá thẳng nam sắt thép rồi. Chưa từng nghĩ lợi dụng lúc cô ta say chiếm tiện nghi còn chưa tính, thấy cô ta đã tỉnh thì lại dám để cô ta tự mình trở về. Nơi này trước không thôn xóm sau không có cửa hàng nào cả, đây là muốn cô ta dùng hai chân tự trở về sao? Này này này, anh có ý gì? Giúp người thì giúp tới cùng đi, cũng đã tới đây rồi còn muốn tôi tự mình trở về. Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh giải thích thế nào với Mộng Mộng? Lý Vân Uyển chống nạnh, cả giận nói. Cái này cũng đúng, vậy cô vào cùng tôi đi. Hôm nay cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt, dù sao phòng trống cũng không thiếu. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, mở cửa để Lý Vân Uyển đi vào. Lý Vân Uyển thấy hắn dùng thẻ khóa mở cửa thì ngạc nhiên không thôi, xem ra Tề Đẳng Nhàn đúng thật là chủ nhân của căn biệt thự này. Căn biệt thự này, .ans, Lý Vân Uyển kinh ngạc nói. Người khác tặng tôi, Tề Đẳng Nhàn tức giận nói. Tùy ý đá giày qua một bên trực tiếp vào nhà. Hắn tùy tay chỉ một gian phòng bên cạnh cầu thang nói cô ở phòng này đi, tất cả đều có sẵn hết rồi, chỉ là quần áo để cô tắm rửa thì không có. Được, Lý Vân Uyển đang trong cơn chấn động không biết nên nói gì, chỉ có thể ngây ngốc liên tục gật đầu đồng ý. Đồng thời miệng cũng rầu lên, căn biệt thự này giá trị trên dưới 2 tỷ đấy. 2 tỷ là khái niệm như nào? Đó là có buộc chặt tập đoàn Lý Thị của cô ta và tập đoàn Kiều Thị của Kiều Thu Mộng vào mang bán cũng không đủ để mua căn biệt thự này.
vai hề ngược lại là chính mình sao? Trong lòng Lý Vân Uyển đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Đồng thời cô ta cũng không nhịn được thầm nghĩ, nếu Kiều Thu Mộng được Tề Đẳng Nhàn đưa tới nơi này thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Lý Vân Uyển một cái, nói cô cứ tùy tiện đi, đừng khách sáo như vậy, tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì với cô đâu. Sau khi Lý Vân Uyển nghe thấy câu nói đó thì tức giận trợn tròn mắt, lời này cũng quá tổn thương lòng người rồi. Tôi muốn đi nhìn xung quanh một chút, có thể không? Lý Vân Uyển có chút tò mò về căn biệt thự trong truyền thuyết Trung Hải, ngượng ngùng hỏi. Cứ tùy tiện xem, Tề Đẳng Nhàn nhún vai tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi, cô cứ tự nhiên. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi lên tầng 2. Lý Vân Uyển đi dạo ở trong nhà một vòng xong mới líu lưỡi nói đây thật là một nhà giàu có a. Trang hoàng căn biệt thự này chỉ sợ là phải tốn thêm 2-3 ngàn vạn nữa cũng chưa hết. Lúc đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì Lý Vân Uyển nghe thấy thanh âm của chuông cửa, đi đến trước máy theo dõi thì phát hiện ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng. Này này này, đây là Trung tướng Ngọc Tiểu Long, nữ chiến thần của Hoa Quốc chúng ta. Sau khi Lý Vân Uyển nhìn rõ người đứng sau máy theo dõi thì không khỏi líu lưỡi. Không sai, Ngọc Tiểu Long lại tới nữa, vẫn có ý nghĩ muốn khuyên bảo, Vĩnh Dạ Quân Vương, rời núi một lần nữa. Ngọc Tiểu Long ấn chuông cửa một lúc thấy không có ai đáp lại thì thở dài, nói Vĩnh Dạ Quân Vương tiên sinh, tôi biết ngài nhất định ở bên trong, có thể cho tôi cơ hội gặp mặt tâm sự hay không? Lý Vân Uyển sợ tới mức không dám thở mạnh, ngơ ngác nhìn Ngọc Tiểu Long qua máy theo dõi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tới, tiên sinh không nên bởi vì sự tình năm đó mà sa sút như vậy. Ngọc Tiểu Long chờ không thấy ai đáp lại, chỉ có thể thở dài nói. Sau khi nói xong lời này, cô quay người rời đi. Lúc này Tề Đẳng Nhàn thò đầu từ tầng 2 xuống, hỏi không phải cô uống say sao, còn không đi nghỉ ngơi mà đợi cái gì. Tôi nói rồi, tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào khác với cô cả. Lý Vân Uyển cũng mặc kệ tức giận, vội vàng nói không phải, vừa rồi Trung tướng Ngọc Tiểu Long tới ấn chuông cửa, tôi không dám mở cửa. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng nói không mở cửa là được rồi. Người phụ nữ kia là kẻ điên tự cao tự đại, tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Người hôm nay ở quán ba giúp anh là người của Ngọc Tiểu Long. Lý Vân Uyển nhớ tới gì đó, hỏi. Cô ta là Long Á Nam, trợ lý của Ngọc Tiểu Long mà thôi, xấu tính giống y như chủ nhân của cô ta vậy. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng. Lý Vân Uyển như bị sét đánh, trực tiếp ngốc ở đó. Loại người như Ngọc Tiểu Long giống như thiên kiêu vậy. Là nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Lúc trước ở club bọn họ còn nghĩ nếu như Tề Đẳng Nhàn mà gặp phải Ngọc Tiểu Long thì sẽ như thế nào. Vậy mà hiện giờ Ngọc Tiểu Long tự mình tới cửa cầu kiến Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn bị Tề Đẳng Nhàn cho ăn canh bế môn. Cái này quá khoa trương rồi, không thể tưởng tượng nổi khiến Lý Vân Uyển có cảm giác như thế giới quan sắp sửa sụp đổ. Này, Lý Vân Uyển hồi thần hô một tiếng. Lại phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã không còn ở đó nữa, hẳn là về phòng rồi. Lý Vân Uyển bất đắc dĩ chỉ có thể đè nén rất nhiều nghi vấn của bản thân mà trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm thoải mái ở trên giường lớn mà trong lòng cô ta bách chuyển thiên hồi, gần như là trắng đêm trằn trọc, thẳng đến khi rạng sáng mí mắt không chịu được đánh nhau mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bách chuyển thiên hồi, ý chỉ trăm mối ngổn ngang không sao yên lòng. Tề Đẳng Nhàn lại không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào ngủ đến mức an an ổn ổn, sáng sớm hôm sau không hề có phong độ thân sĩ trực tiếp gõ cửa phòng Lý Vân Uyển. Tôi phải đi rồi, cô mau dậy đi, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Anh không thể để tôi nghỉ thêm một lát sao? Lý Vân Uyển tức giận trợn tròn mắt, cảm thấy người này quá thẳng nam đến mức không thể cứu nổi. Buổi sáng bị gọi dậy không phải nên có một chén canh giải rượu nóng hầm hập đưa tới trước mặt sao? Canh giải rượu không có còn chưa tính, ngược lại bị hắn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tề Đẳng Nhàn không có tâm tư rong dài với Lý Vân Uyển, hôm nay còn phải đi báo danh ở tập đoàn Hướng Thị, sau đó hoàn thành công tác rồi mới có thể quay về Kiều gia báo cáo kết quả. Nói cách khác, Kiều Quốc Đào vẫn luôn muốn cho hắn đến làm việc ở tập đoàn Kiều Thị, còn rất phiền phức. Lý Vân Uyển có không tình nguyện thế nào đi nữa thì vẫn phải dọn dẹp một chút. Mặc lại một thân quần áo mùi rượu đi ra,
khiến cô ta kinh ngạc ngoài ý muốn chính là vậy mà có sẵn bữa sáng để ăn. Cái này vẫn có thể cứu lại một chút, nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, khuôn mặt Lý Vân Uyển lộ ra một tia mỉm cười hài lòng. Trong lòng Lý Vân Uyển vẫn còn nghi vấn muốn hỏi Tề Đẳng Nhàn cho rõ ràng nhưng hình như Tề Đẳng Nhàn không muốn cho cô ta cơ hội này. Trực tiếp lái xe chở Lý Vân Uyển rời khỏi rồi ném cô ta xuống đường cái trong nội thành, sau đó nghênh ngang rời đi. Quá không có phong độ thân sĩ, chỉ dựa vào bộ dáng này của anh mà có thể khiến Kiều Thu Mộng coi trọng anh đúng thật là nằm mơ. Lý Vân Uyển hung hăng cắn răng nói. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp tới tập đoàn Hướng Thị giải quyết các vấn đề nhậm chức. Hướng Đông Tinh không tiếp đãi hắn mà để trợ lý nhỏ xinh đẹp dẫn hắn tới bộ phận an toàn báo danh. Trưởng phòng bộ phận an toàn là một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc một thân tây trang được là thẳng thướm, đầu để tóc ngắn, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất cường tráng. Trưởng phòng Thương, vị này chính là phó trưởng phòng Tề Đẳng Nhàn mới tới bộ phận an toàn, anh dẫn hắn đi làm quen một chút công việc của bộ phận đi. Trợ lý nhỏ khách sáo nói. Thương quân ở trong tập đoàn Hướng thì có địa vị không thấp, rất được Hướng Đông Tinh coi trọng, nhiệm vụ của các bảo an trong tập đoàn đều do anh ta đảm nhiệm, thậm chí khi Hướng Đông Tinh ra ngoài anh ta cũng sẽ thường xuyên đi theo làm cận vệ. Thương quân thấy Tề Đẳng Nhàn trẻ tuổi như vậy thì trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt, nói phó trưởng phòng Tề tới làm quen một số đồng nghiệp với tôi đi. Mọi người đến xem phó trưởng phòng mới cũng đều miễn cưỡng cho chút mặt mũi, thưa thớt đứng dậy vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Thương quân quát còn chưa ăn cơm đúng không, vỗ tay yếu xỉu như vậy hả? Một tiếng giống này của anh ta khiến nhóm nhân viên lập tức lớn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay cũng càng thêm nhiệt liệt. Làm xong này đó, thương quân đắc ý quay đầu liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, thông qua chi tiết nhỏ này anh ta tin rằng Tề Đẳng Nhàn cũng đã biết rằng ở bộ phận an toàn này anh ta có quyền uy quan trọng như thế nào. Tề Đẳng Nhàn lại chẳng để vào bụng. Hắn chỉ là tới chỗ này để ứng phó với Kiều gia thôi, có cái chức vụ để treo là được rồi. Tôi không cần biết phó trưởng phòng Tề anh thông qua quan hệ thân thích hay bạn bè nào mà vào đây, hơn nữa còn vừa vào đã bắt được chức vị cao như phó trưởng phòng này. Sau khi thương quân dẫn theo Tề Đẳng Nhàn dạo qua một vòng rồi trở lại văn phòng thì nhàn nhạt nói. Bộ phận chúng ta có thể có người vô tích sự nhưng không thể có người vừa vô tích sự vừa không nghe lời. Nếu anh đã vào bộ phận của tôi vậy thì hãy thành thành thật thật nghe tôi nói, tôi để cậu làm việc gì thì cậu phải dùng toàn bộ 100% sức lực hoàn thành xong. Thương quân chỉ cho rằng Tề Đẳng Nhàn là người trẻ tuổi bình thường nên nói chuyện không thèm khách sáo, đồng thời anh ta cũng cảm thấy bản thân không cần thiết phải quanh co lòng vòng với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại quét mắt nhìn thương quân một cái, bình tĩnh nói trưởng phòng Thương là người có bản lĩnh lớn, tôi chỉ tới đây có ké chút cơm mà thôi. Không cần thiết phải nhắm vào tôi. Trên người cậu có chỗ nào đáng giá hay sao mà nghĩ rằng bản thân có tư cách đặc biệt để tôi nhắm vào cậu? Thương quân cười nhạo khinh thường một tiếng. Ngày thường tôi ghét nhất là loại người không học vấn không nghề nghiệp chuyên ăn chơi trác táng, bản lĩnh chó má gì cũng không có nhưng cố tình muốn chiếm nhà vệ sinh lại còn không thèm đi. Ngược lại là những người có năng lực đều yêu cầu bước từng bước một từ tầng dưới chót đi lên. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì cười cười khinh thường. Sắc mặt thương quân tối sầm lại, cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà dù sao đây cũng là người do Hướng Đông Tinh sắp xếp vào, mới ngày đầu tiên mình đã dạy dỗ hắn cũng quá không nể mặt mũi Hướng Đông Tinh rồi. Tương lai vẫn còn dài, trong lòng thương quân kêu lên một tiếng. Tề Đẳng Nhàn cũng mặc kệ xem sắc mặt thương quân có đẹp hay không, cười ha ha một tiếng rồi ra khỏi cửa hoàn thành nốt thủ tục nhậm chức. Hướng Đông Tinh an bài người chú ý mọi chuyện, sau khi nghe lại tự thuật thì hơi nhíu mày. Nghe qua không giống như người đặc biệt có bản lĩnh, trong lòng Hướng Đông Tinh thầm nghĩ, rất nhanh đã vứt việc này ra sau đầu, bắt đầu vấn đề công tác bận rộn. Không bao lâu sau toàn bộ trên dưới bộ phận an toàn đều biết một chuyện phó trưởng phòng Tề đánh giám cũng không vang. Đánh giám không vang, ý chỉ không có uy quyền trong công việc, chức vụ chỉ là hư danh. Không ai để chuyện phó trưởng phòng Tề trẻ tuổi mới tới ở trong lòng cả, thương quân mới là lão đại của bộ phận an toàn. Mọi người chỉ cần nghe lệnh của thương quân là được. Tề Đẳng Nhàn hồn nhiên không coi chuyện đó có gì to tát hay không, sau khi hoàn tất thủ tục nhậm chức xong thì nhàn rỗi không có việc gì đi tranh quyền đoạt lợi với thương quân chắc. Ngồi ngốc ở trong văn phòng chơi máy tính không thích hơn sao.
Buổi tối cậu đi theo tôi một chuyến, tôi cũng sẽ dẫn theo vài người đi sau hướng tổng tới tập đoàn Hổ Môn bàn chuyện làm ăn. Thương Quân đi vào văn phòng của Tề Đảng Nhàn ra lệnh một câu. À, Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt lên tiếng, tay lại không rời khỏi con chuột nửa bước. Thương Quân thấy hắn đang chơi đấu địa chủ thì nhíu mày lại, bang một cái ấn nguồn điện khiến máy tính trực tiếp tắt ngúm. Thương Quân đen mặt nói cậu phải nhớ cho kỹ, mặc dù cậu chỉ đến đây nhậm chức du thủ du thực nhưng cũng phải làm cho ra hình ra dáng. Lần sau lại để tôi bắt được cậu lười biếng thì đừng trách tôi không nhắc trước. Tề Đảng Nhàn nhún vai không để bụng, một lần nữa bật máy tính lên. Nếu không phải vừa rồi bài quá xấu, không có cơ hội thắng thì Thương Quân đừng hòng ra khỏi văn phòng dễ dàng như vậy. Tuyệt đường tài lộc của người khác như giết cha giết mẹ người ta. Đậu vui vẻ không cần dùng tiền để mua sao. Đậu vui vẻ, happy bean. Nếu trong tay lão tử có Vương Hạc mà anh dám tắt máy tính xem, tôi chặt đầu chó của anh xuống làm bóng đá. Tề Đảng Nhàn lẩm bẩm một lần nữa mở đấu địa chủ ra chơi. Thương Quân đứng ở bên ngoài văn phòng liếc mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, nhịn không được chậm rãi lắc đầu thật không hiểu nổi sao hướng tổng có thể cho loại người này đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng không biết, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn để cho hắn tham gia vào nhiệm vụ tối nay. Thời gian tan tầm vừa tới, mấy người cũng tụ họp dưới gara ngầm. Trợ lý nhỏ của Hướng Đông Tinh lộ diện đầu tiên, sau khi thấy Tề Đảng Nhàn thì lập tức nói tối hôm nay Hướng Tổng muốn gặp mặt thiếu gia Vương Hổ của tập đoàn Hổ Môn. Vương Hổ và Hướng Tổng có ân oán gì thì các vị hẳn đã biết rõ rồi, lần này Vương Hổ tới là vì miếng đất Tân Thế Kỷ kia. Hướng Tổng đoán rằng nhất định Vương Hổ sẽ sử dụng một số thủ đoạn ngầm nên hy vọng trưởng phòng Thương cảnh giác, chuẩn bị tốt tùy thời ra tay. Thương Quân đạm nhiên cười xin Hướng Tổng cứ việc yên tâm, nơi này có tôi ở đây, lại có phụ tá đắc lực là Tiểu Lôi ở cạnh, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Anh ta trực tiếp xem nhẹ Tề Đảng Nhàn, duỗi tay chỉ một người thuộc hạ của mình. Đây là một thanh niên hơn 20 tuổi, so với Tề Đảng Nhàn thì lớn tuổi hơn một chút, thoạt nhìn rất có tinh thần, vẻ ngoài mạnh mẽ khiến người ta có ấn tượng rất sâu. Luyện thái quyền sao? Tề Đảng Nhàn xem xét liếc mắt một cái đã nhìn ra một ít lai lịch của Tiểu Lôi này. Tiểu Lôi chú ý tới ánh mắt của Tề Đảng Nhàn, cũng chỉ khinh thường quét mắt liếc hắn một cái, phó trưởng phòng này mới đến bộ phận an toàn một ngày cũng không có uy tín gì đáng nói. Một người đến đánh giấm cũng không vang như vậy đáng giá để mình tôn trọng sao. Một lát sau Hướng Đông Tinh xuất hiện, không nói lời nào trực tiếp lên xe thương vụ của mình chạy đi. Đoàn người đứng chờ cũng lần lượt lên xe, sau đó hướng một nhà hàng xa hoa đi tới. Ha ha ha, Đông Tinh, tôi biết cô nhất định sẽ không đến trễ mà. Thiếu gia Vương Hổ của tập đoàn Hổ Môn nhìn thấy Hướng Đông Tinh xuống xe, lập tức cười đi lên đón. Vương Tổng, sắc mặt Hướng Đông Tinh lạnh nhạt gật đầu. Một người trẻ tuổi ở bên cạnh Vương Hổ sau khi thấy Tề Đảng Nhàn thì sắc mặt nháy mắt đen xì lại, cười dữ tợn nói, rùa đen nhỏ. Không nghĩ tới mày lại xen lẫn ở trong tập đoàn Hướng thì a, khó trách lại bừa bãi như vậy. Lời này của Vương Báo vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lại trên người Tề Đảng Nhàn. Vương Hổ cũng nhíu mày, nói Vương Báo, không được vô lễ như vậy ở trước mặt Hướng Tổng. Vương Báo cười lạnh hai tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Đảng Nhàn ở một phía, hận không thể chặt đầu hắn xuống mang đi nấu canh. Vương Hổ cười cười Đông Tinh, mời. Nói xong lời này anh ta đi trước một bước dẫn đường. Hướng Đông Tinh nhìn không được liếc mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, hỏi anh có ân oán gì với Vương Báo. Anh ta là em họ của Vương Hổ, không phải là người dễ trêu vào. Không có ân oán gì đâu, chỉ là thời điểm hôm qua ở quán ba có ấn đầu anh ta vào nước tiểu soi một chút. Tề Đảng Nhàn nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói đúng sự thật. Trợ lý nhỏ ở một bên nghe được thiếu chút nữa phốc một tiếng phun ra, cũng đều ấn đầu người ta vào nước tiểu để soi rồi còn nói không có ân oán gì. Sắc mặt Thương Quân có chút khó coi, trầm giọng nói tập đoàn Hổ Môn vốn dĩ đã có ân oán với chúng ta rồi, phó trưởng phòng Tề lại chọc phải Vương Báo, chỉ sợ sẽ cho bọn họ cơ hội làm khó dễ. Tiểu Lôi lạnh nhạt nói phó trưởng phòng Tề không nên tới, không thể giúp được gì không nói mà còn tăng thêm ác cảm của tập đoàn Hổ Môn với chúng ta. Hướng Đông Tinh cũng nhẹ nhàng nhăn mày đẹp lại, vốn dĩ quan hệ với tập đoàn Hổ Môn cũng không phải là tốt, chẳng qua chỉ tạm thời đạt thành hiệp nghị ngừng chiến mà thôi.
Tề Đẳng Nhàn hiện giờ đã là phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị rồi, hắn đắc tội với Vương Báo, Vương Hổ hơn phân nửa sẽ mượn cơ hội này để làm khó dễ. Vương Hổ và Vương Báo đi ở phía trước cũng không nhịn được tò mò hỏi. Là tên nhãi nhép hôm qua ở quán bar của chị Tĩnh đánh em một trận, còn nhấn đầu em vào nước tiểu soi. Vương Báo bực bội nói. Ồ, ở quán bar của chị Tĩnh đánh mày mà còn có thể toàn thân thoát lui. Vương Hổ hiếu kỳ nói. Vương Báo lắc lắc đầu, tên nhãi này ngông lắm, vốn dĩ chị Tĩnh định thu thập hắn rồi nhưng không biết nghe điện thoại của ai xong lại bắt em phải một điều nhịn chín điều lành. Chị Tĩnh mở miệng thì không thể không cho chút mặt mũi được, vì thế em chỉ có thể chạy lấy người. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được hắn. Đại ca, anh cũng không thể ngăn cản em báo thù được, thế nào đi nữa em cũng phải tìm một cơ hội phế hắn mới được. Vương Hổ như suy tư gì đó gật gật đầu, có thể khiến chị Tĩnh mở miệng cũng không dễ dàng, nhưng cái giá phải trả của người này chắc chắn cũng không nhỏ. Ngay cả anh ta khi thấy chị Tĩnh cũng phải tôn tôn kính kính. Dù sao thì sau lưng chị Tĩnh chính là Diệp Phong, khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn. Thật ra chị Tĩnh cũng rất khó chịu với hắn, nhưng hôm qua hẳn là ngại với bạn bè nào đó mở miệng cầu tình, nếu chúng ta thu thập tên Vương bát đản này thì chị Tĩnh cảm tạ nhóm chúng ta cũng không kịp đâu. Vương Báo thấp giọng nói. Vương Hổ cười gật gật đầu, việc nhỏ này anh ta cũng không thèm để ở trong lòng. Hơn nữa, nếu Tề Đẳng Nhàn là người của tập đoàn Hướng Thị, vậy thì nương cơ hội này phế bỏ hắn luôn. Đoàn người tiến vào nhà hàng rồi đi vào một phòng bao trang hoàng cực kỳ xa hoa, Vương Hổ phất tay một cái, lập tức có người phục vụ bưng rượu vang đỏ và nước trà lên đãi khách. Đông Tinh, lần này mục đích đàm phán cô cũng đã biết rõ rồi đi, chính là vì miếng đất Tân Thế Kỷ kia. Ngữ khí của Vương Hổ đạm nhiên nói. Hướng Đông Tinh không nói gì, ngón tay đặt trên chung trà diện vô biểu tình nhìn Vương Hổ. Vương Hổ cười nói, đất đã thuộc về cô rồi, chỉ là tôi nghe nói bên Tân Thế Kỷ kia có chút loạn đấy. Cô có được đất nhưng lại không có cách nào giải quyết để mà khai phá thì đối với tập đoàn của cô mà nói chính là tổn thất to lớn, chẳng bằng cô cứ thoải mái hào phóng mà nhường cho tôi. Vương Tổng cứ đùa, sao anh biết được rằng chúng tôi không có năng lực tiến hành khai phá? Hướng Đông Tinh lạnh nhạt nói. Tôi mới nghe nói là cô suýt chút nữa bị lão tổng công ty điện tử Tinh Tinh mang theo thuốc nổ tới văn phòng Đồng Quy Vô Tận, có thể thấy rằng bộ phận an toàn của công ty các người làm ăn lỏng lẻo. Miếng đất Tân Thế Kỷ bên kia lại có không ít thế lực ác chiếm cứ, chỉ dựa vào bộ phận an toàn của các cô chỉ sợ không có biện pháp chấn áp được bọn họ đâu. Vương Hổ nói. Lời này của Vương Hổ khiến sắc mặt Thương Quân cứng đờ lại, nháo ra sự tình ác liệt như vậy là trách nhiệm của hắn. Hiện tại Vương Hổ nói thẳng trước mặt hắn như vậy thật không biết xấu hổ. Thương Quân lạnh mặt nói, Vương Tổng, chúng tôi vẫn chưa tiến hành khai phá đất đâu, sao anh có thể khẳng định rằng chúng tôi không được? Vương Hổ đường hoàng nói, như vậy thì tốt, là bạn bè với tập đoàn Hướng Thị nên tôi cố ý mời một vị cao thủ ở chi nhánh Long Môn tới, vừa lúc có thể khảo nghiệm trình độ của bộ phận an toàn các người. Nếu trình độ của bộ phận an toàn đạt tiêu chuẩn, vậy chứng minh các người xác thật có đủ năng lực để bảo hộ miếng đất này, tôi cũng sẽ không nhắc lại. Nhưng nếu mà không đủ, vậy chúng ta còn phải tiếp tục nghiêm túc thương lượng. Cô không muốn nhường cũng được, vậy chúng ta hợp tác khai phá. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đó, không khỏi bĩu môi nói, còn không phải là đánh nhau phô trương thực lực sao, còn nói đến mức đường hoàng như vậy, trực tiếp bày ra cái lôi đài không phải là được rồi sao? Lời này vừa ra khiến sắc mặt người của hai bên đều có chút khó coi. Có một số việc không thể nói thẳng ra ở trên bàn cơm, hai bên biết rõ là được. Ồ, nghe khẩu khí của phó trưởng phòng Tề như vậy giống như cực kỳ tin tưởng năng lực của tập đoàn Hướng Thị vậy. Vương Hổ thong thả ung dung hỏi. Ha, tên nhãi nhép, mày cho rằng hôm qua chỉ tính thả cho mày một con ngựa thì hôm nay mày có thể đến trước mặt tập đoàn Hổ Môn chúng ta nhảy nhót lung tung. Vương Báo cười lạnh. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay chỉ Vương Báo, nói, nếu quý công ty đều là loại người có trình độ này, như vậy tôi có thể một chấp 10 người. Vương Báo sửng sốt, sau đó tức khắc nổi trận lôi đình. Ánh mắt của Vương Hổ cũng có chút lạnh lùng, người này, nói chuyện quá không nể mặt người. Trên thực tế, Tề Đẳng Nhàn cũng không quan tâm mấy chuyện thế này. Thậm chí hắn có thể tiến vào tập đoàn Hướng Thị nhanh như vậy chỉ vì hung hăng tát một cái lên mặt Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo kia mà thôi.
Hướng Đông Tinh cũng có chút bực bội liếc mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, bởi vì những lời này của Tề Đảng Nhàn khiến cho tập đoàn Hướng Thị nhất định phải đánh một trận chưa có sự chuẩn bị gì này. Thương Quân cũng đầy mặt sương lạnh, chính mình là trưởng phòng với lão tổng còn chưa kịp mở miệng, ngược lại cái tên vừa mới nhậm chức ở công ty đã giành trước, có hiểu lễ phép hay không? Thật không hổ từ địa phương nhỏ tới, một chút lễ phép cũng không hiểu, cũng không biết dựa vào quan hệ của ai để Hướng tổng an bài tiến vào. Trong lòng Thương Quân cười lạnh, Tiểu Lôi ở một bên ôm hai tay khinh thường đầy mặt, hiển nhiên là cảm thấy nói chuyện với loại người như Tề Đảng Nhàn chính là hạ thấp nhân phẩm của anh ta xuống. Mặc dù hắn là người của công ty bên mình. Vương Hổ nói nếu phó trưởng phòng Tề cũng đã nói như vậy rồi thì ra tay xem thực lực, Đông Tinh, cô thấy sao? Hướng Đông Tinh lạnh lùng quét mắt liếc Tề Đảng Nhàn một cái, nói được. Tề Đảng Nhàn cười cười loại chuyện đánh nhau này tôi rất thích đấy. Hôm qua cái người tên Vương Báo kia lúc đánh nhau quá nóng nảy khiến tôi có chút nhàm chán, hy vọng người hôm nay các người tìm tới có thể để tôi chơi chơi thật tốt. Hướng Đông Tinh rốt cuộc không nhịn được, trầm giọng nói câm miệng. Vương Báo cũng nhe răng trợn mắt cười dữ tợn, nói rùa đen nhỏ, mày cứ khua môi múa mép cho đã trước đi, lát nữa sẽ có lúc mày phải khóc thôi. Trợ lý nhỏ xoa xoa thái dương của mình, cũng lo lắng đề phòng cho Tề Đảng Nhàn, đồng thời cũng vì tình cảnh sau lưng công ty mà lo nghĩ. Bị Hướng Đông Tinh bực bội giống cho một câu, Tề Đảng Nhàn không sao cả nhún nhún vai không nói tiếp nữa. Thương Quân cũng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tên này ngại áp lực mà tập đoàn Hổ Môn gây ra cho tập đoàn Hướng Thị chưa đủ sao. Còn ở đây Hổ Môn loạn ngữ. Đi mời Trần Tiên Sinh tới đây, Vương Hổ nhàn nhạt nói. Không bao lâu sau, một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân cao 1m8, thái dương hơi nhô lên đi ra. Anh ta có đôi mắt sắc như ưng, đôi tay thô tráng hữu lực, nắm đấm có vết chai sần. Người như vậy vừa thấy đã biết là cao thủ. Vương Báo cười với Tề Đảng Nhàn họ Tề kia, đây là đệ tử của khách mời đặc biệt của Long Môn chúng ta, Trần Vĩnh Niên tiên sinh, mày có gan thì cứ lên thử xem. Sau khi Hướng Đông Tinh nhìn thấy Trần Vĩnh Niên thì hơi kinh ngạc một chút, người đàn ông này mang tới cho người ta một cảm giác áp bách vô cùng. Tiểu Lôi thả tay vẫn luôn ôm xuống, sắc mặt trở lên ngưng trọng. Thương Quân cũng ngưng thần. Hiển nhiên Trần Vĩnh Niên xuất hiện mang tới áp lực không nhỏ cho anh ta. Thương Quân là chiến sĩ đã xuất ngũ từ quân đội Hắc Long, ở trong bộ đội đặc chủng cũng thuộc về dạng có sức chiến đấu tương đối nổi bật, bản lĩnh không yếu mới có thể đảm nhận chức trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị. Anh ta có khứu giác nhạy bén đối với nguy hiểm, khi Trần Vĩnh Niên xuất hiện anh ta có một chút cảm giác được hơi thở nguy hiểm kia. Tề Đảng Nhàn nhìn, sau đó không có chút hứng thú chán nản. Còn tưởng rằng là cao thủ ở đâu, hóa ra chỉ có như này. Hắn hơi bĩu nhẹ môi, thấp giọng nói. Ở nhà tù U Đô là ông già bắt những tên đại ác quốc tế tới so chiêu với hắn, một thân bản lĩnh đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Mọi người chú ý tới biểu tình của Tề Đảng Nhàn thì đều khinh thường cười. Hẳn là sợ rồi, khí thế của Trần Vĩnh Niên quá kinh người khiến hắn cũng không mở miệng nói lời ngông cuồng được nữa. Hướng Đông Tinh quan sát nhạy bén thấy vậy thì hơi thở dài trong lòng. Trần Vĩnh Niên này, Tiểu Lôi hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Họ Tề phế vật kia càng không phải nói, sợ rằng không chịu nổi một chiêu. Trong lòng Thương Quân nghĩ. Vương Báo càng là nhếch miệng cười lạnh ngông đi, mày ngông tiếp đi tao xem, sao Trần Tiên Sinh vừa tới mà ngay cả giấm cũng không dám thả rồi. Vương Hổ cười cười Đông Tinh. Xem ra nhân viên của tập đoàn Hướng thì các cô đều là mấy tên nổ pháo rất lợi hại, nhưng vừa đến lúc mấu chốt là lập tức biến thành tôm chân mềm rồi. Trần Vĩnh Niên vừa lên sân khấu cũng liếc mắt nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, sau đó cười cười với Vương Hổ Vương Tổng cũng đừng nói như vậy. Dù sao thì tôi cũng là đệ tử chân truyền do sư phụ tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng nên, một thân công phu này không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn ta bị khí thế của tôi làm cho kinh sợ cũng là điều bình thường, anh đừng nói thẳng tuệt ra như vậy. Vương Hổ ha ha cười Trần Tiên Sinh quả nhiên rất có phong phạm cao nhân. Tề Đảng Nhàn cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu tôi cho rằng các người có thể tìm được tên cao thủ như nào tới để tôi chơi vui vui vẻ vẻ, kết quả chỉ có trình độ này cũng quá khiến người thất vọng rồi. Lời này của hắn vừa ra khiến hiện trường an tĩnh một chút, sau đó người của tập đoàn Hổ Môn lập tức bật cười ha ha.
Đúng là vịt chết không sợ nước sôi, đại khái chính là như này đi. Vương Báo cười ngặt nghẽo, hướng Đông Tinh không biết bị chập dây thần kinh nào mà lại đi mời mày tới làm việc cơ chứ. Tao thấy tập đoàn Hướng Thị vẫn là nhanh chân nhường miếng đất đó lại đi, có nhân viên như vậy đừng nói khai phá kiếm tiền, có thể bảo vệ tiền sinh ý không bị thâm hụt đều đã là Phật tổ phù hộ rồi. Sắc mặt Hướng Đông Tinh trầm xuống, lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, nếu anh còn dám nói lung tung nữa thì cút ra khỏi công ty tôi đi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, không tiếp tục nói thêm nữa. Cái tên phế vật này ngay cả sếp của mình cũng không nhịn nổi. Nói thật cho mày biết, hôm nay tập đoàn Hướng Thị thắng còn tốt, nếu không thắng được thì mày đừng hòng rời khỏi đây. Không đập nát cái miệng của mày khiến mày không thể ăn cơm được thì không thôi. Thái độ của Vương Báo cực kiêu ngạo, đặc biệt là sau khi Trần Vĩnh Niên xuất hiện thì càng có một bộ biểu tình ăn chắc. Tề Đẳng Nhàn. Vương Hổ hơi duỗi tay với Hướng Đông Tinh, Đông Tinh, mời cô, để bộ phận an toàn của quý công ty tới so chiêu với Trần Tiên Sinh. Vương Báo nói, họ Tề kia, không phải vừa rồi mày rất mạnh miệng sao? Tới đi, lên thử xem. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, thấy ánh mắt của Hướng Đông Tinh không tốt thì cũng lười mở miệng nói chuyện. Thương Quân thấp giọng nói, Tiểu Lôi, cậu đi lên thử một chút công phu của Trần Vĩnh Niên đi. Tiểu Lôi gật gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt Trần Vĩnh Niên, ôm quyền nói, Trần Tiên Sinh xin chỉ giáo. Tôi không muốn đánh với một tên thủ hạ bại tướng, dừng lại đi. Trần Vĩnh Niên không chờ Tiểu Lôi kịp báo ra môn đã trực tiếp ngạo mạn đánh gãy lời anh ta. Anh Tiểu Lôi nghe thấy lời này, tức giận không thôi. Anh ta ở trong tập đoàn Hướng thì cũng được coi là cao thủ, nhưng hiện giờ lại bị Trần Vĩnh Niên làm xấu mặt ngay trước mặt sếp, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Tiểu Lôi cũng không nhiều lời thêm nữa mà vọt một bước đi lên, ra chiêu chính là chiêu nổi tiếng nhất trong Thái Quyền, khiên sắt cao hơn đầu gối. Thái Quyền chủ yếu là sử dụng các khớp để chiến đấu, hai tay Tiểu Lôi nâng lên như khiên chắn che chở thân trên, đầu gối phía dưới nhấc lên nhanh như xe lửa đâm về ngực Trần Vĩnh Niên. Công phu vốn dĩ đã không bằng người ta, còn bị người ta nói một câu khiến tâm trí nhiễu loạn, không nên đánh. Tề Đẳng Nhàn xem cũng lười xem nói ra một câu như vậy. Lông mày của Thương Quân hung hăng nhíu lại, cả giận, cậu có thể câm miệng được hay không? Hướng Đông Tinh cũng trầm giọng nói, phó trưởng phòng Tề quản cho tốt cái miệng của anh lại. Hiện giờ tôi nghi ngờ anh chính là gián điệp mà tập đoàn Hổ Môn gài vào tập đoàn Hướng Thị chúng tôi. Trợ lý nhỏ cũng nói, phó trưởng phòng Tề anh an tĩnh chút đi, Tiểu Lôi rất lợi hại, ở trong công ty chúng ta có thể gọi là cao thủ trong cao thủ. Chỉ thấy hai chân Trần Vĩnh Niên lúc này hơi bẻ ra, ngay lúc đầu gối của Tiểu Lôi gần chạm tới người trong nháy mắt thì chân trái nhẹ nhàng đá một cái. Bá! Trần Vĩnh Niên như con quay xoay một cái di chuyển về bên phải Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vội vàng dùng một tay đâm thẳng, hung hăng định đánh lên huyệt thái dương của Trần Vĩnh Niên. Bước chân của Trần Vĩnh Niên lại ở ngay lúc này chứng lại, đứng yên một chỗ, ngồi xổm xuống tránh thoát tay của Tiểu Lôi, năm ngón tay khép lại như đao hung hăng chọc một cái ở xương sườn của Tiểu Lôi. Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, Tiểu Lôi hét thảm một tiếng, thân thể nghiêng ngả ngã trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu. Đẹp. Đoàn người của tập đoàn Hổ Môn nhiệt liệt vỗ tay, một đám cao giọng hoan hô. Trần Vĩnh Niên nhàn nhạt vẫy tay. Nói phòng thủ quá lỏng lẻo. Mí mắt của Thương Quân nhảy lên liên tục, Trần Vĩnh Niên này chính là cao thủ nội công quyền anh, tinh thông bát quái trưởng, đặc biệt là bát quái bước kia càng là lô hỏa thuần thanh, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Tiểu Lôi rồi nháy mắt đánh trúng nơi phòng thủ yếu kém nhất. Công phu như vậy anh ta cũng không có nắm chắc tất thắng, lòng bàn tay tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là kết cục của không giữ lại sức lực, Tề Đẳng Nhàn thấy ở trong mắt, khẽ lắc đầu. Tiểu Lôi bị một câu nói của Trần Vĩnh Niên chọc giận, ra tay bất kể hậu quả, đầu óc đã bị phẫn nộ làm loạn dẫn tới một kích vừa rồi dùng sức quá mạnh nên mới bị Trần Vĩnh Niên bắt được sơ hở. Cao thủ khi so chiêu đều phải thử lẫn nhau, trừ khi thực lực cách xa nhau quá lớn, nếu không nào có ai vừa lên đã dùng toàn lực cho một kích. Sắc mặt của Hướng Đông Tinh trầm xuống, nhìn về phía Thương Quân hỏi, trưởng phòng Thương có nắm chắc không? Tôi có thể thử xem. Thương Quân gật gật đầu, lúc này rồi đương nhiên là không có khả năng lùi bước. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu nói, trưởng phòng Thương không phải đối thủ của anh ta đâu, Hướng tổng tốt nhất nên đổi người khác đi.
Thương quân còn chưa kịp xuất diện chiến đấu đã bị Tề Đẳng Nhàn bên mình tự diệt uy phong, chọc đến mức Hướng Đông Tinh xúc động tức giận muốn tát cho hắn hai cái. Ngay cả trợ lý nhỏ ở một bên cũng bất mãn mà trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tuy rằng mày không có bản lĩnh nhưng cũng có đôi mắt tinh tường đấy. Ha ha, Vương Báo khinh miệt nói với Tề Đẳng Nhàn. Hiện tại mày quỳ xuống thành thành thật thật dập đầu nhận sai với tao, sau đó chui qua đúng quần tao một cái. Sự việc ngày hôm qua tao sẽ xóa bỏ toàn bộ cho mày. Trên mặt Vương Hổ mang theo tươi cười liếc mắt nhìn Hướng Đông Tinh một cái, loại như Tề Đẳng Nhàn này. Cái loại phế vật miệng chó không mọc được ngà voi này không đáng để anh ta phải chú ý tới. Ý của phó trưởng phòng Tề là tự mình lên tiếp chiêu sao? Cậu nói tiếp chiêu, vì sao lúc Trần Vĩnh Niên vừa xuất hiện thì cậu lại lui xuống? Cậu tiếp, cậu đi lên thử đi. Thương quân giận tím mặt quát lớn với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười cười anh không tin thì thôi, dù sao người chịu thiệt cũng không phải tôi. Vương Báo nhàn nhạt nói trưởng phòng Thương, cái loại rác rưởi này cũng chỉ biết nổ ngoài miệng mà thôi, anh vẫn là nhanh chóng lên đi, nói cách khác là để miếng đất tân thế kỷ kia có thể về tay chúng tôi sớm hơn chút. Tề Đẳng Nhàn có chút tính xấu nhỏ, nếu ngay từ đầu Hướng Đông Tinh và Thương quân nói lời hay với hắn, mời hắn ra tay thì hơn phân nửa hắn sẽ suy xét. Nhưng hắn mới nói mấy câu, người bên tập đoàn Hổ Môn không tin còn chưa tính, ngay cả người một nhà cũng châm chọc mỉa mai thì tính cái gì. Chờ việc này kết thúc, đến lúc quay về công ty tôi tính sổ với cậu sau. Ánh mắt của Thương quân âm lãnh, cởi áo khoác trực tiếp hướng Trần Vĩnh Niên đi qua. Trần Vĩnh Niên thấy Thương quân lên sân, biết người là trưởng phòng bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị. Càng là cao thủ hàng đầu trong tập đoàn Hướng Thị thì nghiêm túc hẳn lên, không có thái độ tùy ý giống như lúc đối phó với Tiểu Lôi. Hai chân anh ta bước ra, một trước một sau, thân thể hơi khuỵu xuống, đứng thành hình giá bát quái trưởng, nói trưởng phòng Thương, mời. Thương quân hít vào một hơi thật sâu, triển khai khí chất thân thể quân quyền, trầm giọng nói Trần tiên sinh, mời. Trưởng phòng Thương cố lên nha, trợ lý nhỏ nhẹ nhàng cổ vũ một tiếng. Hướng Đông Tinh vẫn mặt liệt cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên là hy vọng Thương quân có thể đánh bại đối phương. Trần Vĩnh Niên dẫn đầu tiến công trước, chân dẫm theo hình vòng cung để đi, bước đầu tiên không có gì khác biệt, nhưng ở những bước sau bắt đầu lộ ra 8 điểm thay đổi. Đây là nơi khó đối phó của bát quái trưởng. Bước chân thiên biến vạn hóa quỷ dị, ra chiêu như đao chuyên công kích nơi yếu hại của người, cực kỳ ngoan độc xảo quyệt. Bản lĩnh cút Thương quân cũng coi như chắc chắn, mấy hiệp đầu còn có thể đánh tới đánh lui với Trần Vĩnh Niên mấy chiêu. Căng nhất là chịu thêm 3 chiêu nữa. Mặc dù quân quyền của Thương quân luyện không tệ, nhưng loại công phu này của Trần Vĩnh Niên không phải là cái mà anh ta có thể so sánh được. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Hướng Đông Tinh nghe thấy lời này thì sắc mặt trầm xuống. Trợ lý nhỏ càng là bất mãn nói phó trưởng phòng Tề, tôi thấy anh quá đáng quá mức rồi. Tuy rằng hôm nay trưởng phòng Thương có nhằm vào anh chút xíu nhưng anh cũng không thể nói như vậy được. Vừa dứt lời đã thấy Thương quân bị Trần Vĩnh Niên một quyền đánh ra, tiếp đó thân thể của Trần Vĩnh Niên vừa chuyển đã tới ngay bên trái của Thương quân. Thương quân vội vàng lui về sau, nhưng trong nháy mắt này bước chân của Trần Vĩnh Niên lại vừa động, bá một tiếng vòng tới phía trước Thương quân. Cút đi, Thương quân cực kỳ đau đầu với việc Trần Vĩnh Niên cứ dây dưa đấu pháp. Gầm lên giận dữ, nắm tay vung ra ngoài. Trần Vĩnh Niên lại nhếch miệng cười, tay trái chặn nắm đấm, tay phải hóa trưởng nhắm về yết hầu của Thương quân, đồng thời chân phải nhấc lên, giống như máy chém đá vào đầu gối của Thương quân. Một chiêu này nằm ngoài dự kiến của Thương quân, trưởng của đối phương là hư chiêu, sát chiêu chân chính lại giấu ở cú đá chân bên dưới. Thương quân vừa định ngăn chặn, đối phương lại hạ chân. Cẳng chân giống như lò xò bang một tiếng dừng ở trên bụng dưới của Thương quân. Cả người Thương quân tựa như vừa bị lựu đạn oanh tạc vậy, thân thể bay lên không, sau đó phịch một tiếng bị quăng ngã ở trên mặt đất. Cô! Trong cổ họng Thương quân bật ra tiếng rên rỉ, máu tươi theo đó tràn ra ngoài. Trợ lý nhỏ trực tiếp há hốc mồm ngay tại chỗ, không nghĩ tới vậy mà bị Tề Đẳng Nhàn nói trúng thật, Thương quân cũng bại nhanh như vậy. Vương Hổ trực tiếp đứng dậy vỗ tay cười to Trần tiên sinh quả nhiên lợi hại. Tốt, tôi thấy bộ phận an ninh của tập đoàn Hướng Thị thật đúng là không chịu nổi một kích,
miếng đất tân thế kỷ này thật đúng là không thích hợp để cho các người tới khai phá mà. Sắc mặt của Hướng Đông Tinh xanh mét, ngón tay nắm chặt lại, huyết sắc trên môi nhạt đi một chút. Trần Vĩnh Niên lại chỉ cười nhạt, tựa như tất cả những việc này đều là việc chẳng có gì lạ cả. Chuyện mảnh đất tôi sẽ tự xử lý, chúng ta đi. Hướng Đông Tinh đứng dậy, lạnh mặt nói. Đông Tinh, thật ra cô cũng có thể suy xét một chút, nếu tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng Thị bắt tay nhau hợp tác thì đó chính là một việc vui to lớn. Vương Hổ cười cười. Hướng Đông Tinh không đáp lại, chuẩn bị chạy lấy người. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, cũng chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng đúng lúc này, Vương Báo lại ngăn cản đường đi của hắn, cười lạnh nói tên tạp chủng, mày quên mất lời vừa này tao nói với mày rồi. Hôm nay mày muốn đi ra ngoài thì nhất định phải quỳ xuống dập đầu, sau đó chui qua đũng quần tao mà đi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua Hướng Đông Tinh, chỉ thấy vị tổng tài máu lạnh hờ hững vốn không quan tâm tới ân oán của cá nhân hắn. Đừng nhìn Hướng Tổng, cô ta máu lạnh đến mức cho cốt của cha mẹ còn không thèm xử lý đã tới tranh giành quyền kiểm soát công ty, mày nghĩ cô ta sẽ để ý sống chết của loại phế vật như mày. Vương Báo chào phúng nói. Hiện giờ biết sợ rồi, lúc trước không phải càn rỡ ngông cuồng lắm sao, nói chuyện không nể nang ai sao. Tao nói cho mày biết, ngay cả hôm nay dù Hướng Đông Tinh có mở miệng vàng lời ngọc cũng không thể cứu được mày. Mọi người cười cợt nhìn Tề Đẳng Nhàn trầm mặc. Tên nhãi này không biết sống chết, vậy mà hôm qua dám đánh báo ca. Thật sự cho rằng dựa vào tập đoàn Hướng Thị là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hôm qua báo ca cho chị Tĩnh mặt mũi bỏ qua cho hắn mà thôi, hôm nay hắn còn dám cản rỡ trực tiếp tới trước mặt báo ca. Chết không đáng tiếc. Nếu không phải tên phế vật này miệng chó không mọc được ngà voi thì chỉ sợ báo ca cũng lười để ý đến nhân vật nhỏ như hắn. Trợ lý nhỏ thấy tập đoàn Hổ Môn bên này khí thế kiêu ngạo thì trốn tới phía sau Hướng Đông Tinh, đồng thời bi ai 3 giây thay Tề Đẳng Nhàn. Vương Báo ngạo mạn nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói không phải mày ngông cuồng. Rất biết ăn nói sao? Không phải cảm thấy bản thân rất trâu bò, thật sự có thể đánh sao? Tới, hiện tại mày đánh tao một cái thử xem, để tao nhìn xem mày còn có thể trâu tới mức nào. Sao nào, không dám sao, muốn tao cho mày chút dũng khí không? Trần Vĩnh Niên đứng ở một bên nhìn, trên mặt mang theo cười mỉm nhưng mang lại cho người khác cảm giác áp bách cường liệt. Hiển nhiên là Tề Đẳng Nhàn sợ không dám nói loạn cái gì với Vương Báo. Phế vật, mau quỳ xuống cho lão tử. Vương Báo quát lớn một tiếng, đá gối một cái với Tề Đẳng Nhàn. Hướng Đông Tinh thất vọng đầy mặt, hóa ra người này chỉ có cái miệng lợi hại mà thôi, hiện tại bị Trần Vĩnh Niên làm cho kinh sợ, Vương Báo nghĩ muốn làm gì hắn thì làm. Ngay lúc chân Vương Báo sắp đá tới đầu gối của Tề Đẳng Nhàn thì Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng có phản ứng. Tôi chỉ cảm thấy rất nhàm chán lười rong dài với các người mà thôi. Thật đúng là cho các người mặt mũi rồi. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu, đồng thời tránh đi một chân này của Vương Báo. Bàn tay to của hắn đè lại gáy của Vương Báo cùng toàn bộ thân thể của anh ta, thẳng tắp đạp ở trên mặt đất. Mọi người đều cho rằng Tề Đẳng Nhàn đã bị dọa rồi nên không ai nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này động thủ với Vương Báo. Ngay cả Vương Báo cũng không kịp phòng thủ, trên thực tế dù hắn có làm bất luận cái gì cũng không có tác dụng. Cả khuôn mặt của Vương Báo đều bị Tề Đẳng Nhàn ấn chặt trên mặt đất, phịch một tiếng đâm cho huyết nhục mơ hồ, xương sống mũi cũng trực tiếp bị gãy. Hướng Đông Tinh thấy một màn như vậy thì dừng bước chân lại. Hai người Thương Quân và Tiểu Lôi cũng trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên và khiếp sợ không kém. Trần Vĩnh Niên cường đại như nào bọn họ đã được trải nghiệm qua, hiện tại Tề Đẳng Nhàn dám trực tiếp ra tay với Vương Báo như vậy không sợ chốc lát sẽ bị Trần Vĩnh Niên đánh chết sao? Trợ lý nhỏ cũng khiếp sợ vạn phần, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn lúc này hơn phân nửa chính là chạy trời không khỏi nắng muốn chết ở chỗ này. Cậu thật to gan, Trần Vĩnh Niên tức giận quát lớn. Tề Đẳng Nhàn động thủ với Vương Báo ở ngay trước mặt anh ta như vậy chính là không cho anh ta mặt mũi, đánh thẳng vào mặt của anh ta, loại chuyện này thì chịu đựng thế nào cho được. Vương Hổ cũng hơi đứng dậy, lạng giọng nói phó trưởng phòng Tề đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Dám đụng đến em họ của tôi như vậy. Hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi đây. Tề Đẳng Nhàn lại một bộ biểu tình chẳng sao cả, một chân đá văng Vương Báo đã chết ngất qua một bên,
lười nhác nói Tề lão tử tôi vốn dĩ thấy bản lĩnh của Trần Vĩnh Niên này cũng chẳng ra sao cả nên lười không muốn động vào tranh cãi giữa tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng Thị các người. Nhưng tên em họ này của anh thật sự rất ngu xuẩn, năm lần bảy lượt đi khiêu khích lão tử. Tôi thấy miếng đất này vẫn nên để tập đoàn Hướng Thị tới khai thác thì hơn. Trần Vĩnh Niên nghe vậy cười to nói ha ha, ha ha ha. Được được được, thật là phách lối mà. Cũng không biết Hướng Tổng tìm được ở đâu ra một người trẻ tuổi bừa bãi như vậy, không để đệ tử của vị khách mời đặc biệt của Long Môn ta vào mắt. Khách mời đặc biệt của Long Môn là cái thứ gì? Bảo sư phụ anh tới đây, khi nào đến thì cũng phải thành thành thật thật quỳ xuống để cho tôi vả miệng. Tề Đẳng Nhàn khinh thường. Hôm qua chính khách mời đặc biệt Diệp Phong của Long Môn vì Chí Tĩnh đắc tội với Tề Đẳng Nhàn mà phải chủ động quỳ xuống xin lỗi hắn. Bởi vì anh ta biết rõ khi nhị đương ra tức giận sẽ có hậu quả đáng sợ như nào. Hướng Đông Tinh nghe thấy câu nói vậy thì trầm giọng quát phó trưởng phòng Tề, đây là ân oán giữa tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng Thị, không cần liên lụy tới người của Long Môn. Hiện tại ân oán của tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng Thị còn chưa trồi lên mặt nước, đặc biệt là tập đoàn Hướng Thị một phương tận lực tránh khỏi tập đoàn Hổ Môn có được bối cảnh Long Môn duy trì này. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy lôi nó ra, còn nói cho dù khách mời đặc biệt của Long Môn tới thì cũng phải quỳ xuống cho hắn, cái này khiến cô ta lập tức đứng ngồi không yên. Phương diện tư bản đấu tranh thì Hướng Đông Tinh tất nhiên không hề sợ hãi, tới một cái thì đánh một cái. Nhưng nếu liên lụy tới Long Môn thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Thương Quân trầm giọng nói Hướng Tổng, Tề Đẳng Nhàn này quá không biết lựa lời, khai trừ sớm một chút sẽ tốt hơn. Nếu cứ để hắn tiếp tục tùy ý như vậy, tập đoàn Hướng Thị chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn gây họa. Tiểu Lôi ở một bên cũng một bộ biểu tình đồng ý, người này bản lĩnh thì không có nhưng khẩu khí thật sự không nhỏ, một bộ dáng trời là số một ta là số hai. Ngay cả trợ lý nhỏ khéo hiểu lòng người lúc này cũng cảm thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện quá phách lối, quả thực là nói năng không từ thủ đoạn bất kể hậu quả. Làm càn. Trần Vĩnh Niên nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói chuyện quá không tôn trọng người khác, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng tới mức sắc mặt cũng đỏ lên. Vương Hổ lạnh lùng nói Hướng Tổng, trận luận bàn này chúng ta chỉ là suy đoán tập đoàn Hướng Thị có năng lực khai phá miếng đất tân thế kỷ kia hay không thôi. Nhưng cô quản giáo không nghiêm, trong công ty lại có một tên bại hoại không biết lựa lời như vậy, còn có can đảm vũ nhục khách mời đặc biệt của Long Môn. Nếu lát nữa Trần Tiên Sinh vô ý thất thủ đánh hắn chết, cũng mời quý công ty tự mình gánh vác trách nhiệm này. Muốn trách cũng chỉ trách miệng hắn quá thối, làm người quá kiêu ngạo. Tề Đẳng Nhàn đã xắn tay áo đi lên trước hai bước, tới đại sảnh rộng lớn nói tới, đừng để ra một mình ở đây nổ pháo, mau chóng động thủ. Thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự muốn đi lên động thắt với Trần Vĩnh Niên, mấy người của tập đoàn Hướng Thị lập tức thay đổi sắc mặt. Phó trưởng phòng Tề muốn tự tìm đường chết. Vậy chúng ta cũng không cần phải ngăn cản hắn. Thương Quân trầm giọng nói. Hướng Đông Tinh cũng có chút thất vọng lắc lắc đầu đối với Tề Đẳng Nhàn phó trưởng phòng Tề, nói được thì làm được, nếu anh đứng ra, vậy tự mình gánh vác trách nhiệm này đi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười, nói nếu tôi giữ được miếng đất này cho tập đoàn Hướng Thị thì thời điểm khai phá có thể nghe một chút ý kiến của tôi hay không. Hướng Đông Tinh sửng sốt, sau đó cau mày gật gật đầu. Nhưng cô ta cảm thấy cái này gần như không có hy vọng gì. Trần Vĩnh Niên quá cường đại, Tiểu Lôi ở trước mặt anh ta một chiêu cũng không chịu nổi, Thương Quân đanh đá chua ngoa ở trước mặt anh ta cũng bại trận sau mười mấy chiêu bị hạ gục. Tề Đẳng Nhàn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nhỏ, có năng lực gì có thể đánh bại được Thương Quân. Mày dám đánh tao, mày thật sự dám đánh tao, mày dám làm càn ở trước mặt tập đoàn Hổ Môn đánh vào mặt tao. Lúc này, Vương Báo nửa chết nửa sống hồi lại được tí hồn nỉ non mở miệng. Tề Đẳng Nhàn liếc xéo anh ta một cái, lạnh nhạt nói nếu anh còn tiếp tục ở trước mặt lão tử ngông thì tôi chơi chết anh. Hôm nay lệ khí đọng lại đã lâu của hắn ẩn ẩn có dấu hiệu bộc phát ra ngoài, nói chuyện cũng không còn khách khí như trước. Từ khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Long ở nhà tù U Đô thì trong lòng hắn đã nghẹn một đoàn khí. Sau đó tới Trung Hải thì bị đám người Kiều Thu Mộng không tin tưởng lại thêm một đoàn khí nữa, lại tới thêm một Trương Thiệu Kiệt nói gì thì người Kiều ra nghe cái đó lại khiến hắn nghẹn thêm một đoàn khí. Tới, lão tử dạy anh cách đánh lại bát quái trưởng như thế nào.
Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay với Trần Vĩnh Niên. Này con mẹ nó khẩu khí lớn thật, sư phụ của Trần Vĩnh Niên chính là khách mời đặc biệt của Long Môn, một thân công phu một người địch 10 người, còn dạy anh ta cách đánh bát quái trưởng. Sư phụ của Trần Tiên Sinh họ Diệp, chính là đại tông sư nổi danh của Long Môn, do môn chủ tự mình tới cửa 3 lần mới mời được, một đôi bàn tay thiết đó có thể gọi là cử thế vô song. Người như vậy dạy ra đồ đệ khẳng định cũng là cao thủ dùng bát quái trưởng, vậy mà hắn còn định dạy người ta đánh bát quái trưởng. Thật là khôi hài, hay là hắn cho rằng chính mình có thể so được với Diệp sư phó. Trần Vĩnh Niên nghe thấy lời này cũng giận tới mức bật cười, giữ tợn nói được, khẩu khí thật là lớn. Tôi luyện bát quái trưởng đã được 18 năm, tinh thông 8864 loại biến hóa, các loại trưởng pháp càng là nhuần nhuyễn, bất luận dùng bất kỳ binh khí nào trong bát quái môn cũng đều hạ bút thành văn. Ngoại trừ sư phụ tôi ra thì đúng là lần đầu tiên dám có người kiêu ngạo nói như vậy ở trước mặt tôi. Vương Báo cắn răng nói Trần Tiên Sinh, nhất định phải đánh chết hắn. Vương Hổ cũng trầm giọng nói Trần Tiên Sinh, cái tên miệng chó không mọc được ngà voi này vũ nhục khách mời của Long Môn, tội ác tày trời, tuyệt không thể lưu lại đường sống cho hắn. Một chốc nữa trực tiếp hạ tử tủ đi. Được. Trần Vĩnh Niên lưu loát đồng ý. Hai bước đi vào chính giữa đại sảnh đối lập với Tề Đẳng Nhàn. Hy vọng cậu có thể chịu đựng lâu một chút, đừng khiến trận trò chơi này kết thúc quá nhanh, bởi vì tôi muốn chậm rãi tra tấn chết cậu. Trần Vĩnh Niên lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn lại một bộ dáng thiếu niên hứng thú nâng nâng tay, ý tứ chính là Trần Vĩnh Niên mau mau ra tay. Tên nhãi này đối mặt với cao thủ như Trần Vĩnh Niên mà vẫn một bộ dáng khinh thường như vậy, tự tìm đường chết. Thương Quân hừ lạnh một tiếng nói với Hướng Đông Tinh. Tiểu Lôi ở một bên gật gật đầu, cứ đứng tùy ý như vậy, cả người đều là sơ hở, Trần Vĩnh Niên chính là cao thủ dùng bát quái trưởng, thân pháp nhất lưu, một bước bát quái gần người trong nháy mắt có thể khiến Tề Đẳng Nhàn trả giá cực lớn. Hừ. Trần Vĩnh Niên hừ lạnh một tiếng, anh ta động thủ trước, hai chân trà sát trên mặt đất, giống như đạp trong bùn mà đi, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bát quái bộ còn được gọi là thang nê bộ, vì khi dùng lực di chuyển thì lòng bàn chân song song với mặt đất trong phạm vi rất nhỏ, giống như người đi bộ trong bùn nhưng sợ bẩn dày vậy. Tề Đẳng Nhàn thoải mái uể oải đứng tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Đợi đến khi Trần Vĩnh Niên đến gần, thân thể của hắn đột nhiên run lên, trong nháy mắt này, tựa như gió thổi đại thụ, trăm lá đung đưa. Các bộ phận đầu, vai, thân, tay, chân trong nháy mắt khẽ động. Toàn bộ cơ thể bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng đáng sợ, giống như thình lình xảy ra một trận sóng thần cực lớn vậy. Giống như cậu đánh ra bát quái trưởng vậy, vĩnh viễn không luyện ra được thứ chân chính. Tề Đẳng Nhàn nói một câu, đồng thời, tay phải nâng lên, giống như cối xay khổng lồ vỗ về phía Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên nhìn thấy khí thế này thì bị dọa sợ hết hồn, trong lòng run rẩy một cái, thân thể nhìn không được xoay chuyển, lùi về phía sau. Điểm mấu chốt của bát quái trưởng là dây dưa không cố định, biến hóa đa dạng, đoạt công thiên môn. Nhưng bát quái trưởng của người này, sao lại, bá đạo như vậy, một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Trần Vĩnh Niên. Dưới chân Tề Đẳng Nhàn cũng là bát quái bộ, chỉ thấy mũi chân nhẹ nhàng cọ sát trên mặt đất, phù một tiếng, thân thể nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Vĩnh Niên. Trưởng kình bá đạo cương mãnh đập vào mặt. Khiến cho đôi mắt của Trần Vĩnh Niên bị kình phong đâm đến mức gần như không mở mắt ra được. Nhìn bàn tay ập vào mặt, trong lòng Trần Vĩnh Niên xuất hiện một loại ảo giác, con mẹ nó đây là bát cực quyền hay là bát quái trưởng, sao lại bá đạo như vậy? Hai tay anh ta đan chéo nhau, chắn ở trước người. Tề Đẳng Nhàn đánh ra đài thân trưởng, xinh xinh nhấc hai tay Trần Vĩnh Niên lên, ngay sau đó, chân phải đạp về phía trước, đến giữa thân thể Trần Vĩnh Niên. Tay trái đẩy về phía trước. Rắc. Một tiếng giòn tan đó đã đánh bại anh ta, sắc mặt Trần Vĩnh Niên tái nhợt, trong miệng điên cuồng phun máu, thân thể như hồ lô rách mà lăn ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ thu hồi bàn tay của mình, lắc đầu, trình độ của Trần Vĩnh Niên này cũng quá kém, chính mình còn chưa đánh vui vẻ đâu. Những người có mặt tại hiện trường đã ngơ ngẩn, một người nói chuyện cũng không có, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên nhỏ đi. Vương Báo quỳ rạp trên mặt đất, máu trong miệng rơi xuống, tí tách, hắn ta cũng quên lau. Trần Vĩnh Niên, thế mà lại bị Tề Đẳng Nhàn dễ dàng đánh bại như thế.
vừa đối mặt mà thôi. Hàm răng Vương Hổ không khỏi cắn chặt, thật không ngờ, mảnh đất gần tới tay, thế mà đảo mắt liền bay mất. Hơn nữa, người khiến cho mảnh đất mình nhắm chúng bay mất, vẫn là người khiến cho bọn họ bốn mắt nhìn nhau Tề Đằng Nhàn. Gương mặt lạnh lẽo của Hướng Đông Tình bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt tươi cười, trực tiếp xoay người ngồi xuống sofa, lúc này, cô ấy cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi. Hai người Thương Quân và Tiểu Lôi há to miệng, không dám tin một màn trước mắt này. Thư ký nhỏ cũng chừng hai mắt tròn xoe như bóng đèn, nhìn qua rất đáng yêu. Vương Tổng, xem ra tính toán của ông sai rồi, tập đoàn Hướng thì của chúng tôi, vẫn có người tài ba, hoàn toàn có thể chịu đựng được áp lực khai phá đất đai thế kỷ mới. Hướng Đông Tình phá vỡ sự im lặng trước, chậm rãi nói. Lúc này đến phiên Vương Hổ nói không ra lời, vừa mới ỷ vào Trần Vĩnh Niên mạnh mẽ, gần như ép tập đoàn Hướng thì đến mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng chỉ chớp mắt này, người không ngẩng đầu lên được đã biến thành tập đoàn Hổ Môn. Ha ha, tốt, xem ra tập đoàn Hướng thì có năng lực này, lúc trước là tôi phán đoán sai rồi. Vương Hổ cắn chặt răng, ông ta chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Tiếng nuốt giận. Thư ký nhỏ nhất thời lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tề Đằng Nhàn, vừa rồi còn cảm thấy hắn không được, nhưng bây giờ nhìn lại, đây quả thực chính là siêu nhân. Ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, Tề Đằng Nhàn xắn tay áo trở về, miệng lẩm bẩm một câu tẻ nhạt vô vị. Những lời này được nói vào thời điểm này, nhưng không ai có thể phản bác. Thương Quân âm thầm cắn răng, lẩm bẩm nói, nhất định là mình và Tiểu Lôi lên đài đã tiêu hao phần lớn thể lực của Trần Vĩnh Niên, đánh ba trận liên tục, ai cũng không có cách nào bảo đảm thể lực của mình. Người này, chẳng qua là gặp may mà thôi. Thừa dịp chúng ta tiêu hao thể lực của Trần Vĩnh Niên, sau đó mới nắm bắt được cơ hội. Hắn căn bản không lợi hại như vậy, nếu mình là người lên thứ ba, mình chắc chắn cũng làm được. Thính lực của Tề Đằng Nhàn nhạy hơn người thường, nghe Thương Quân lẩm bẩm, liếc hắn ta một cái, cũng lười nói chuyện, trực tiếp xoay người đi. Vương Hổ nhìn Tề Đằng Nhàn một cái thật sâu, sau đó gật đầu với Hướng Đông Tình, nói Đông Tình, chúng ta tương lai còn dài. Sau khi nói xong lời này, mọi người trong tập đoàn Hổ Môn đều đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, trước khi họ rời đi, tất cả đều không nhịn được mà đánh giá Tề Đằng Nhàn nhiều hơn, muốn nhớ sâu sắc người đàn ông này. Tề Thứ Trưởng, lần này anh lập công lớn, Hướng Đông Tình nói với Tề Đằng. Tề Đằng Nhàn phất phất tay, nói, được rồi, người của tập đoàn Hổ Môn cũng không hiểu đối nhân xử thế, hẹn đến nhà hàng đàm phán, không ăn cơm chỉ đi đánh nhau. Hiện tại tôi đói quá. Hả? Những lời này của Tề Đằng Nhàn, trực tiếp làm cho mọi người không khỏi sửng sốt dữ dội, nói không nên lời. Anh muốn ăn cái gì tự mình đi sắp xếp đi, toàn bộ tính vào tài khoản của tôi là được. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đằng Nhàn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Thư ký nhỏ vui vẻ làm mặt quỷ với Tề Đằng Nhàn, cũng rời đi theo. Thương Quân và Tiểu Lôi bị thương cũng được đưa đến bệnh viện đi một chuyến. Nói tóm lại, đất của tập đoàn Hướng thì được bảo vệ, hơn nữa, Tề Đằng Nhàn còn có được quyền khoa tay múa chân đối với mảnh đất này, đây là do chính miệng Hướng Đông Tình đồng ý. Tề Đằng Nhàn cũng không có ý khách khí với Hướng Đông Tình, trực tiếp gọi một bàn thức ăn lớn trong khách sạn, tự mình ăn ngấu nghiến, lấy thẻ công tác ra, trực tiếp tính vào tài khoản của Đông Tình. Lát nữa, cậu tìm cơ hội bỏ thứ này vào trong ly của Kiều Thu Mộng. Khi Tề Đằng Nhàn đi ngang qua một căn phòng, lỗ tai giật giật, nghe được một giọng nói. Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của Trương Thiệu Kiệt, Khang Thiếu, Kiều Thu Mộng chính là người phụ nữ tôi theo đuổi đã lâu nhưng không thành công, cô ấy thật vất vả mới có chút tín nhiệm tôi lập tức nhường lại cho cậu, cậu có thể thấy được lòng trung thành của tôi đối với cậu. Trương Thiệu Kiệt cậu rất tốt, cậu yên tâm. Chuyện người nhà của cậu rời khỏi Hoa Quốc tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, kể cả chuyện sắp xếp bên Mỹ Quốc, cũng sẽ không có vấn đề gì. Khang Thiếu đáp lại. Cảm ơn Khang Thiếu, Trương Thiệu Kiệt tâm tình có chút phức tạp nói. Mình theo đuổi Kiều Thu Mộng lâu như vậy cũng không thành công được, nhưng bây giờ, vì có thể bình yên thoát thân, vậy nên không thể không nhường cô ấy cho người khác hưởng thụ. Mẹ nó, đều trách cái tên Tề Đằng Nhàn kia xuất hiện, làm rối loạn bố trí của ông đây. Nếu không, mình chắc chắn là người đầu tiên nếm thử hương vị của Kiều Thu Mộng.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên cánh cửa phanh một tiếng bị đá văng ra, Trương Thiệu Kiệt nhìn về phía cửa, biểu tình trên mặt giống như gặp quỷ. Vừa rồi còn nguyền rủa Tề Đẳng Nhàn, ngay lập tức tên này đã xuất hiện ở ngoài cửa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Thiệu Kiệt, anh rất tốt, Tề Đẳng Nhàn trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng mắt trái lại híp lại. Tề Đẳng Nhàn xông vào, làm cho sắc mặt những người đang có mặt đều biến thành màu đen. Đặc biệt là Trương Thiệu Kiệt và Khang Học Quyền. Người trẻ tuổi, cậu là cái thá gì, có biết đây là bữa tiệc do ai tổ chức không mà dám tới đây đạp cửa? Một tên công tử bột đứng dậy, hung ác chất vấn. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi vào phòng, ngoài cười nhưng trong không cười quan sát một vòng, sau đó nói, Trương Thiệu Kiệt, bản lĩnh của anh không nhỏ nha. Vừa che giấu Thu Mộng, vừa chuẩn bị qua tay bán cô ta với giá tốt, thuận tiện để tập đoàn Trương thì các người chạy trốn. Ánh mắt Trương Thiệu Kiệt không khỏi xuất hiện một tia bối rối, nói, cậu đừng nói bậy, tập đoàn Trương thị của chúng tôi đang yên đang lành, vì sao phải chạy trốn? Khang Học Quyền ngậm một điếu thuốc đặc biệt ở trong miệng, châm lửa, chậm rãi hút, hỏi Trương Thiếu biết người này. Kiều Gia Chiêu con rể, trên danh nghĩa là chồng của Kiều Thu Mộng, nhưng trên thực tế chính là chuyện gì cũng chưa làm, ngay cả tay của Kiều Thu Mộng cũng chưa từng nắm. Khang Thiếu cậu yên tâm. Tôi cam đoan Kiều Thu Mộng tuyệt đối sạch sẽ, ngay cả tôi cũng chưa từng chạm qua cô ta. Trương Thiệu Kiệt quay đầu, vẻ mặt nịnh nọt nói với Khang Học Quyền. Trương Thiệu Kiệt ho khan một tiếng, nói với Tề Đẳng Nhàn, họ Tề kia, vị này là Khang Học Quyền đến từ Đế Đô, Khang Thiếu. Gia tộc lớn như Khang gia chắc cậu cũng đã nghe nói qua, còn không mau xin lỗi Khang Thiếu, nói không chừng, Khang Thiếu giúp cậu nói hai câu. Thưởng cho một tên giám ngục nhỏ như cậu một chức vị ngục trưởng cũng không phải không thể. Khang gia, chính là đại gia tộc xếp thứ 10 Hoa Quốc, tên phế vật như cậu có thể gặp được Khang Thiếu, đã là ba đời may mắn rồi. Khang Học Quyền ồ một tiếng, sau đó cười ha ha, nói, tôi nhớ rồi, cậu là Tề Đẳng Nhàn, là người có hôn ước với Ngọc Tiểu Long Tề Đẳng Nhàn. Khang Học Quyền vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh không khỏi sợ ngây người. Vừa rồi vị công tử bột ác mồm ác miệng kia càng hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngọc Tiểu Long là ai, không ai không biết, cái tên Tề Đẳng Nhàn này, thế mà lại có quan hệ với Ngọc Tiểu Long. Các cậu không cần phải giật mình như vậy, tên này và cha hắn đều đã bị trục xuất khỏi Tề gia, hiện tại lưu lạc đến phá ngục làm giám ngục, cái gì cũng không phải. Bây giờ hắn lại kết hôn với Kiều Thu Mộng, hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đã sớm đạp cái uất ức này rồi. Không có Tề gia chống đỡ, Ngọc Tiểu Long cũng đạp hắn rồi, các cậu sợ cái gì? Khang Học Quyền sau khi nhìn thấy biểu tình của mọi người, lúc này mới nhả điếu thuốc trong miệng xuống, khinh thường nói. Mọi người vừa nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thì ra Tề Đẳng Nhàn đã bị Ngọc Tiểu Long đá. Ha ha ha, tôi đã nói, loại phế vật này làm sao có thể có quan hệ với Ngọc Tướng Quân? Thì ra đã sớm bị đá rồi. Hợp tình hợp lý, loại rác rưởi này, không xứng với Ngọc Tướng Quân, thậm chí ngay cả Kiều Thu Mộng cũng không xứng. Loại người như Ngọc Tướng Quân, chỉ có Khang Thiếu chúng ta mới có thể xứng đôi a. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, thật không biết loại nữ nhân thối như Ngọc Tiểu Long có gì đáng để sùng bái, còn có thêm một đám người liếm chó như các người. Miệng của cậu con mẹ nó sạch sẽ một chút, tên của Ngọc Tướng Quân là tên cậu có thể gọi thẳng sao? Danh tiếng của cô ấy là thứ mà cậu có thể bôi nhọ được sao? Tên công tử bột đó bước lên, vẻ mặt tức giận. Lập tức quỳ xuống tự sám hối, xin lỗi Ngọc Tướng Quân. Nếu không, hôm nay tôi sẽ cho cậu vào phòng ICU. Tề Đẳng Nhàn không động đậy, nhìn Khang Học Quyền, thản nhiên nói, làm chủ nhân, cũng không biết dạy dỗ chó của mình. Khang Học Quyền đúng không, tôi cảnh cáo anh một chút, đừng có ý nghĩ gì với Kiều Thu Mộng. Nếu không tôi sợ là cậu không thể trở về Đế Đô. Ha ha ha, mẹ nó cậu là cái thá gì, lại dám nói chuyện với Khang Thiếu như vậy, còn không trở về Đế Đô. Một tên giám ngục một cái phá ngục mà thôi, dám ở trước mặt Khang Thiếu sủa bậy. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, một cái rác rưởi bị Ngọc Tướng Quân đá, cũng có tư cách nói loại lời này. Đám người của Khang Học Quyền đều nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn chửi ầm lên. Tên công tử bột kia cũng không kiềm chế được nữa, một cái tát hướng về phía Tề Đẳng Nhàn,
mắng, con mẹ nó mày là cái thá gì, lại dám ở đây giả bộ. Bàn tay vừa mới nhấc lên, đầu của hắn ta đã bị bàn tay to của Tề Bình Nhàn đè lại, dầm một tiếng đụng vào mặt bàn, đập đến đầu rơi máu chảy. Tề Đằng Nhàn, đầu óc của cậu có phải có bệnh hay không, lại dám đánh người trước mặt Khang Thiếu. Trương Thiệu Kiệt mắng to. Sắc mặt Khang Học Quyền hơi âm trầm xuống, sau đó cười nói, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Tề Đằng Nhàn một cước đá bay tên công tử bột bị mình đánh ngất xỉu ra ngoài, vẻ mặt không quan tâm nói, ồ. Khang Học Quyền lạnh lùng nói, thứ nhất, quỳ xuống liếm giày của tôi, thành thành thật thật sám hối lời nói và hành động vừa rồi của bản thân, sau đó, tự mình bỏ gói thuốc này vào đồ uống của vợ cậu, chuyện này coi như xong. Sau khi nói xong lời này, Khang Học Quyền ném ra một túi đồ nhỏ, bên trong chính là thuốc mê. Khang Thiếu thật sự là quá rộng lượng, quá từ bi. Dĩ nhiên hào phóng như vậy, nguyện ý buông tha hắn. Đúng vậy, họ Tề, Khang Thiếu cho cậu điều kiện hậu đãi như vậy, còn không mau quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt với Khang Thiếu. Tôi thấy Khang Thiếu chính là nể tình năm đó họ Tề cũng là người đế đô, cho nên mới đối xử với hắn tốt như vậy, điều kiện cho đơn giản như vậy. Mọi người nghe được Khang Học Quyền đưa ra lựa chọn đầu tiên, đều nhao nhao khen ngợi Khang Học Quyền rộng lượng, không chấp nhặt với loại rác rưởi Tề Bình Nhàn này. Thứ hai, tôi trực tiếp sai người cắt đứt chân cậu, sau đó lại tùy ý nói hai câu, để cho cậu và ba cậu hai con chó có tang ngay cả giám ngục cũng không làm được. Nhân tiện, sau khi tôi chơi đủ Kiều Thu Mộng, còn có thể để tập đoàn Kiều Thị phá sản, rồi bán cậu và cô ta đến Nam Dương làm nô lệ. Khang Học Quyền nói. Trương Thiệu Kiệt cười cười, nói, cái này còn cần suy nghĩ sao? Tề Đằng Nhàn, trực tiếp quỳ xuống liếm giày đi, thuận tiện cũng liếm sạch giày tôi. Những người xung quanh lúc này cũng duỗi chân ra, khinh thường nói, cho cậu một cơ hội, đến liếm giày chúng tôi một cái là được rồi. Khang Học Quyền mỉm cười, bỏ điếu thuốc vào miệng, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt miệt thị cùng đùa cợt. Đại thiếu gia Tề gia, hiện tại lại hèn mọn như một con kiến hôi, có thể tùy ý mọi người chà đạp, đây thật sự là vận mệnh trêu người a. Khang Học Quyền thổn thức một tiếng, nói. Tề Đằng Nhàn đi đến bên bàn, trực tiếp cầm lấy gói thuốc. Tôi biết hắn sẽ chọn như vậy mà, Khang Thiếu vẫn là quá rộng lượng, quá nhớ tình cũ, nguyện ý dễ dàng như vậy mà buông tha hắn. Đúng vậy, ngày thường những người đắc tội Khang Thiếu, chết không biết thảm bao nhiêu, vận khí của tên Tề Đằng Nhàn này thật sự quá tốt rồi. Ha ha, được rồi, chờ đại thiếu gia Tề gia năm đó, người đã từng là vị hôn phu của Ngọc Tướng Quân quỳ xuống liếm giày cho chúng ta đi. Một đám người cười rộ lên, căn bản không coi Tề Đằng Nhàn ra gì. Liếm Khang Thiếu trước, nhanh lên, lát nữa vợ cậu sẽ tới đây, đến lúc đó nhìn thấy cậu quỳ liếm giày cho người ta, chỉ sợ mặt cũng rất khó coi phải không? Có người cười nói. Vẻ mặt Trương Thiệu Kiệt đắc ý, không ngờ Tề Đằng Nhàn từng có bối cảnh lớn như vậy, bất quá, vậy thì thế nào? Tất cả đều là quá khứ. Người này không biết sống chết, xông vào bữa tiệc này, đắc tội với nhân vật lớn như Khang Học Quyền, không bị giết thì đã tốt lắm rồi. Tề Đằng Nhàn mở gói thuốc ra, sau đó chậm rãi đổ vào một cái ly chứa đầy nước cam ở trước mặt. Khang Học Quyền ở một bên tỏ vẻ rất hài lòng, Tề gia, là gia tộc lớn đứng đầu có thể so sánh với Khang gia. Nhưng giờ phút này, người đã từng là đại thiếu gia của Tề gia, lại không thể không nghe theo sự uy hiếp của anh ta mà tự mình đổ thuốc vào ly nước của vợ mình, còn muốn đưa vợ mình lên trên giường của người khác. Ha ha, ha ha ha. Khang Học Quyền nhìn không được cười rộ lên, vô cùng đắc ý. Trương Thiệu Kiệt thấy vậy trong lòng chua xót, nếu anh ta cũng có thể có quyền thế như Khang Học Quyền, anh ta cũng có thể ép Tề Đằng Nhàn bỏ thuốc Kiều Thu Mộng rồi ngoan ngoãn đưa Kiều Thu Mộng lên giường anh ta. Con rùa lông xanh này, vì lấy lòng Khang Thiếu, thế mà lại bỏ thuốc vợ mình. Hắn có sự lựa chọn không? Đối mặt với một nhân vật lớn như Khang Thiếu, hắn không có quyền lựa chọn. Cậu cho là hắn vẫn còn là vị hôn phu của tướng quân Ngọc Tiểu Long, hay vẫn còn là đại thiếu gia của Tề gia? Ha ha ha, chúng ta làm chứng một màn này, lát nữa phải xem thật kỹ có cỏ xanh mọc trên đầu con chó này hay không. Mọi người nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đổ hết gói thuốc vào ly, tất cả đều nhao nhao phá lên cười. Không ngờ, Tề Đằng Nhàn ném giấy gói đi, lúc này mới ngẩng đầu cười với Khang Học Quyền, nói uống ly nước này,
hôm nay tôi không giết chết cậu. Nụ cười trên mặt Khang Học Quyền trong nháy mắt ngưng động lại, hiển nhiên là không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại nói ra những lời như vậy. Mấy người xung quanh cũng ngẩn ra, sau đó lớn tiếng tức giận mắng. Họ Tề, cậu cho rằng cậu vẫn là đại thiếu gia lúc trước sao? Dám nói chuyện với Khang Thiếu như vậy, ông đây thấy cậu chán sống rồi. Khang Thiếu có ý tốt nể tình năm đó mà cho cậu chút mặt mũi, cho cậu bậc thang, không nghĩ tới cậu thế mà không biết điều như vậy. Đúng vậy, đừng nói là Khang Thiếu bảo cậu bỏ thuốc vợ cậu, cho dù là để cậu bỏ thuốc mẹ cậu cũng phải làm theo. Khang Thiếu, ngài có muốn thu thập con chó này hay không? Ngài chỉ cần nói một câu, tôi nguyện ý làm thay. Lúc này Trương Thiệu Kiệt cũng cười lạnh, nói, Tề Đẳng Nhàn, tôi thấy cậu chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dám nói chuyện với Khang Thiếu như vậy, tôi cũng không biết ai có thể cứu được cậu. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy cổ áo Trương Thiệu Kiệt, kéo đến trước mặt mình, giơ tay tát một cái vào mặt Trương Thiệu Kiệt. Thu Mộng coi anh là bằng hữu, anh lại có ý đồ bất chính với cô ta, đây là bất nhân. Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn lại tát một cái. Anh vì lấy lòng tầng lớp quyền quý, bán đứng Thu Mộng, thậm chí chuẩn bị hãm hại cô ta, đây là bất nghĩa. Tề Đẳng Nhàn lại tát một cái. Tề Đẳng Nhàn xách Trương Thiệu Kiệt giống như xách một con chó chết, rất nhanh, lại tát thêm một cái nữa. Anh lừa gạt chú Kiều, dì Bàng, còn lừa cả tiền của một đám thân thích Kiều gia, không kính trọng người già, đây là bất hiếu. Công ty gặp biến cố, anh không nghĩ đến sống chết của công ty. Ngược lại nghĩ ôm tiền bỏ trốn, phản bội nhân viên trong công ty, đây là bất trung. Tề Đẳng Nhàn tát mấy cái bạt tai phát ra tiếng bốp bốp bốp, đánh đến khi hai mắt Trương Thiệu Kiệt ánh lên đầy sao vàng, đánh anh ta đến chết đi sống lại, miệng không ngừng hộc máu ra ngoài. Một kẻ bất nhân bất nghĩa như anh, bất trung bất hiếu, còn có mặt mũi nói chuyện trước mặt ông đây. Tề Đẳng Nhàn xách Trương Thiệu Kiệt lên, lạnh lùng nói. Những người xung quanh đều kinh sợ bởi dáng vẻ này của Trương Thiệu Kiệt, dù sao bị đánh mấy cái tát liền, mặt mũi đều đã hoàn toàn biến dạng. Khang Học Quyền lại cười lạnh, thản nhiên nói, Tề Đẳng Nhàn, cậu làm những chuyện này rất thú vị phải không? Cậu cho rằng tát Trương Thiệu Kiệt hai cái bạt tai, là có thể dọa tôi. Những người xung quanh nghe vậy thì đều nhao nhao gật đầu, nở nụ cười mỉa mai. Trương Thiệu Kiệt chẳng qua chỉ là phú nhị đại ở một nơi nhỏ bé. Cậu đánh anh ta thì có thể dọa được Khang Thiếu sao? Khang Thiếu là người đến từ đế đô, đồ nhà quê, mẹ nó cậu từng đến đế đô chưa? Tùy tiện ném một viên gạch cũng có thể đập ra một chỗ của bộ trưởng. Trời gõ núi chấn hổ cậu còn non một chút, cậu có thể động đến Trương Thiệu Kiệt, nhưng cậu dám đụng vào một ngón tay của Khang Thiếu sao? Tề Đẳng Nhàn liếc xéo Khang Học Quyền một cái, nói, tôi không phải đang dọa anh, tôi là đang nói cho anh biết. Nếu anh không uống ly nước này, kết cục của anh so với anh ta còn thảm hơn. Con mẹ nó cậu làm càn, dám nói chuyện với Khang Thiếu như vậy, hôm nay tôi sẽ để cậu bò ra khỏi đây như một con chó. Còn dám uy hiếp Khang Thiếu ra uống ly nước này, tôi thấy đầu óc của cậu là bị đốt hỏng rồi, cậu cho rằng đánh Trương Thiệu Kiệt là có thể dọa chúng tôi. Đám thiếu gia nhà giàu đều hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thảm thiết của Trương Thiệu Kiệt. Nhất thời không ai dám tiến lên. Tề Đẳng Nhàn, anh làm cái gì vậy, thả Trương Thiếu ra. Lúc này, Kiều Thu Mộng xuất hiện ở ngoài cửa phòng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi nổi trận lôi đình. Cô ta lập tức xông vào, kéo tay Tề Đẳng Nhàn ra, thân thể Trương Thiệu Kiệt phốc một tiếng liền ngã xuống đất. Kiều Thu Mộng giận dữ nhìn Tề Đẳng Nhàn, cắn răng nói, tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy, ghen tị với anh ta thì cũng thôi đi. Thế mà còn ra tay đánh anh ta, anh có phải là đàn ông hay không? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi đánh anh ta đương nhiên không sai, anh ta nên bị đánh. Tề Đẳng Nhàn khiến Kiều Thu Mộng tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ quát, anh có biết Trương Thiếu vì để cho tôi có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị thì đã phải tốn bao nhiêu tâm tư hay không? Anh có biết anh ta vì để cho Thương hội Hắc Long thỏa hiệp với tôi mà phải tốn cái giá lớn bao nhiêu không? Anh có biết Trương Thiếu cố ý mời nhân vật lớn đến từ đế đô để giới thiệu cho tôi không? Anh ta là ân nhân của tôi, là ân nhân của tập đoàn Kiều Thị chúng ta, thế mà anh lại đối xử với anh ta như vậy sao? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn chết lặng, căn bản không đem lời nói dám thối của Kiều Thu Mộng để trong lòng.
Khang Học Quyền ở một bên nhìn không được nở nụ cười, nói, Tề Đẳng Nhàn a Tề Đẳng Nhàn, cậu thật đúng là phế vật, ngay cả vợ của cậu cũng ghê tởm cậu, vậy cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhanh lên, từ đây nhảy xuống đi, tôi không làm phiền cậu nữa. Sau khi nói xong lời này, anh ta đưa tay chỉ cửa sổ đang mở. Ha ha ha, đại thiếu gia Tề gia, làm con rể Kiều gia, vợ cậu ta còn một lòng hướng về người đàn ông khác, quả thực sống không bằng chó. Thật sự là sáng mù đôi mắt hợp kim titan của tôi nha, năm đó đại thiếu gia Tề gia ở đế đô đã sa sút đến mức này, thật sự là chó cũng không bằng, nếu là tôi đã chết quách đi cho rồi. Tề Đẳng Nhàn, mau nhảy xuống đi, thấy cậu đáng thương như vậy, chúng tôi cũng lười tra tấn cậu. Nhân sinh bi thảm như cậu, kết thúc mọi chuyện là tốt nhất. Nghe mọi người chào phúng, Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Cô ta cắn răng, hé miệng nói, anh đừng nghe họ nói, tôi nói chuyện có hơi nặng lời, nhưng anh cũng đừng nghĩ không thông. Những lời này ngược lại làm cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng một cái, sau đó cười cười, tiếp theo, quay đầu về hướng Khang Học Quyền. Hắn vươn tay, cầm ly nước trong tay, đứng đối diện với Khang Học Quyền, nói kiên nhẫn của tôi là có hạn. Trương Thiệu Kiệt lúc này đã hoàn hồn lại, nói với Kiều Thu Mộng, Thu Mộng. Đây là nhân vật lớn đến từ đế đô mà tôi muốn giới thiệu cô, Khang Thiếu Khang gia. Nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn hiển nhiên có chút hiểu lầm với tôi, sau khi phát hiện tôi ở đây thì xông vào đánh tôi, còn đắc tội Khang Thiếu. Người này đã điên rồi, anh đừng quản hắn nữa. Anh cũng không cần lo lắng, một lát nữa tôi sẽ giúp anh cầu xin Khang Thiếu. Kiều Thu Mộng thấy dáng vẻ của Trương Thiệu Kiệt như vậy mà còn không quên lo nghĩ cho cô ta, trong lòng nhìn không được mà hơi cảm động. Còn chưa kịp nói gì với Trương Thiệu Kiệt, Kiều Thu Mộng đã thấy Tề Đẳng Nhàn giằng co với Khang Học Quyền. Một màn này làm cô ta sợ đến nỗi cả người run rẩy, giận dữ nói, Tề Đẳng Nhàn, anh làm cái gì vậy, không nên đắc tội Khang Thiếu. Anh ta là người hắn có thể đắc tội nổi sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười hỏi ngược lại, anh ta là cái thá gì, còn có thể khiến tôi đắc tội không nổi. Nói xong lời này, hắn vỗ mặt bàn một cái, lạnh lùng nói, cậu có uống hay không? Thái độ này của Tề Đẳng Nhàn khiến tất cả mọi người giật mình. Người này có phải là đầu óc bị hỏng không vậy? Còn coi mình là đại thiếu gia Tề gia sao? Còn coi mình là hôn phu của Ngọc Tiểu Long sao? Vẻ mặt Kiều Thu Mộng hoảng sợ, đây chính là Khang Học Quyền, người của Khang gia ở đế đô, đắc tội anh ta còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đắc tội thương hội Hắc Long. 10 cái thương hội Hắc Long bị trói chung một chỗ cũng chưa chắc có thể so sánh với Khang gia ở đế đô. Tôi không uống thì cậu có thể làm gì? Cậu dám động vào tôi sao? Ha ha ha, Khang Học Quyền tôi, chính là tam thiếu gia Khang gia. Trước kia cậu cũng là người đế đô. Hẳn là rất rõ ràng hai chữ Khang gia đại biểu cho thứ gì chứ. Khang Học Quyền căn bản không để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, cũng không tin tên này dám động anh ta, nói chuyện tàn nhẫn một chút, ai cũng làm được, nhưng trả giá cho hành động đó lại là một chuyện khác. Trong lúc nói chuyện, Khang Học Quyền đứng dậy, vươn tay phải ra, muốn đi vỗ vào má Tề Đẳng Nhàn, một bên còn nói con rùa con, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu cậu không làm theo lời tôi vừa nói, vậy tôi chỉ có thể ra tay. Tay anh ta còn chưa vỗ tới mặt Tề Đẳng Nhàn thì đã bị Tề Đẳng Nhàn đột nhiên bắt lấy, ấn lên mặt bàn. Ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn cầm lấy một cái nĩa thép xoay hai vòng trên ngón tay linh hoạt của hắn. Sau đó, nĩa thép đột nhiên đâm vào mu bàn tay của Khang Học Quyền. Phốc! Một tiếng trầm đục vang lên, nĩa thép đâm xuyên qua mu bàn tay của Khang Học Quyền, thậm chí còn xuyên qua mặt bàn gỗ rắn chắc. Trực tiếp đóng đinh toàn bộ lòng bàn tay của anh ta lên trên đó. A, Khang Học Quyền kêu thảm thiết một tiếng, anh ta khom người ôm lấy bàn tay mình, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi. Đầu Kiều Thu Mộng nổ ầm một tiếng, cô ta ngây người tại chỗ, Tề Đẳng Nhàn. Thế mà lại ra tay với Khang Học Quyền. Hơn nữa, hắn còn làm quá đáng như vậy, dùng nĩa thép đâm thủng lòng bàn tay Khang Học Quyền. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Ly nước ngày hôm nay, cậu uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Nếu không, chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Tên điên, họ Tề con mẹ nó cậu chính là một tên điên, lại dám đả thương Khang Thiếu.
Trương Thiệu Kiệt nhìn không được gào thét, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Những người hầu của Khang Học Quyền đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từ trước đến nay bọn họ chỉ thấy Khang Học Quyền khi dễ người khác, cũng không thấy có người dám đối với Khang Học Quyền như vậy. Kiều Thu Mộng thiếu chút nữa rơi nước mắt, vội vàng nói Khang Thiếu, ngài không sao chứ? Anh ta không phải cố ý, chẳng qua chỉ là nhất thời có hơi xúc động, ngài ngàn vạn lần không cần. A hát, tôi thay anh ta xin lỗi ngài, vết thương của ngài tôi sẽ chi tiền chữa trị, sẽ bồi thường. Kiều Thu Mộng đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, hiện tại đầu óc vẫn còn loạn. Khang Học Quyền lại vẻ mặt dữ tợn, nói, cô là cái thá gì, xin lỗi tôi, cô xứng sao? Sau khi nói lời này xong, anh ta nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, cắn răng nói, họ Tề, cậu dám động đến tôi, trong vòng 24 giờ, tôi sẽ để cho cả Kiều gia chôn cùng cậu. Nhưng khi anh ta đang nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn nặng nề đặt ly nước kia ở trước mặt anh ta. Đùng! Một tiếng trầm đục vang lên, nước trong ly gợn sóng. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, nói cậu có uống không? Con mẹ nó cậu muốn chết, còn dám uy hiếp Khang Thiếu, tôi giết chết cậu trước. Một tên công tử bột cầm một chiếc ghế, ném về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không quay đầu lại, một cú đá về phía sau, dầm một tiếng, tên công tử bột và cái ghế đều bị đá văng ra ngoài, đâm vào tường, sống chết không rõ. Mọi người không nên chọc cậu ta, tên này là một tên điên, bây giờ lọ đã vỡ, chúng ta là đồ sứ, không cần động vào lọ sành. Đúng vậy, hắn đắc tội Khang Thiếu thê thảm như vậy, Khang Thiếu đã nói muốn hắn và Kiều gia chết trong vòng 24 giờ, bây giờ chúng ta không cần phải nhảy ra khiêu khích hắn. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy thứ không biết sống chết như vậy, một giám ngục không quyền không thế mà thôi, cũng dám thô lỗ với Khang Thiếu. Tề Đẳng Nhàn thấy Khang Học Quyền không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, bóp cằm Khang Học Quyền, buộc anh ta ngẩng đầu lên rồi cầm ly nước rót vào miệng anh ta. Sắc mặt mọi người đều chết lặng, này này này, con mẹ nó đây chính là Tam Thiếu gia Khang gia, gia tộc lớn ở Đế Đô nha. Phanh! Sau khi cho anh ta uống ly nước đó xong, Tề Đẳng Nhàn lại ấn mạnh đầu Khang Học Quyền vào mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kiều Thu Mộng đặt mông ngã xuống ghế, sắc mặt cô ta tái nhợt, run lẩy bẩy. Lần này xong rồi, Khang Học Quyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tề Đẳng Nhàn và Kiều gia. Cả người Trương Thiệu Kiệt cũng run rẩy, sự tình náo loạn lớn như vậy, nếu Khang gia truy cứu đến cùng, chỉ sợ anh ta cũng phải bị liên lụy vào. Đám công tử nhà giàu xung quanh, không ai không run rẩy, tất cả đều run rẩy. Khang Thiếu lần sau phải nhớ kỹ, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Tề Đẳng cười tủm tỉm rút cái nĩa thép từ lòng bàn tay anh ta ra. Cái nĩa thép kia đâm xuyên qua bàn tay của Khang Học Quyền, bị hắn rút một phát, đầu anh ta lập tức ong ong, đau đến nỗi Khang Học Quyền lại kêu một trận thảm thiết. Sắc mặt Khang Học Quyền dữ tợn nhìn Tề Đẳng Nhàn. Ánh mắt giống như muốn giết người, hung hăng gật đầu, nói tốt, rất tốt. Khang Học Quyền trực tiếp tới bệnh viện, vết thương trên tay chỉ là chuyện nhỏ, ly đồ uống kia mới là chuyện lớn. Mặc dù đã được rửa ruột nhưng thuốc đã ngấm vào một phần, người anh em cứ sưng lên khiến anh ta lo lắng rằng mình cứ như vậy sẽ bị hỏng hay không. Tôi gặp chút chuyện ở Trung Hải, để phó quản gia tới đây một chuyến đi. Khang Học Quyền cầm di động nằm ở trên giường bệnh ra lệnh. Phó quản gia của Khang gia tên là Khang Hướng Vinh, chuyên môn xử lý một số việc không thể lộ ra ngoài của Khang gia, thủ đoạn tàn nhẫn âm độc không trừ lại đường sống. Nghe thấy Khang Tam Thiếu muốn để phó quản gia Khang Hướng Vinh tới đây khiến cho không ít người hít vào một hơi khí lạnh, người nào không có mắt đắc tội Khang Thiếu vậy, để anh ta muốn cho Khang Hướng Vinh ra tay. Trung Hải này thật đúng là náo nhiệt, ngay cả Khang Tam Thiếu cũng phải ăn mệt ở chỗ này muốn gọi phó quản gia Khang Hướng Vinh tới đây luôn. Từ Ngạo Tuyết ngồi trên sofa sơn móng tay cười ha hả nói. Hửm, Khang Hướng Vinh, ông ta muốn tới Trung Hải hả? Ngọc Tiểu Long đang ở một bên tập đá chân kinh ngạc mở to mắt hỏi. Ngọc Tiểu Long mặc một thân áo ngắn tay quần đùi khiến da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, đối lập với một thân soái khí lúc mặc quân trang, tạo cho người ta cảm giác mỹ nhân khó gặp. Đáng tiếc là một màn như vậy lại không có người đàn ông nào có thể nhìn thấy được. Từ Ngạo Tuyết cười hì hì cậu không biết à?
Khang Học Quyền ở Trung Hải bị người ta đánh, ngay cả tay cũng bị dao đâm xuyên đấy. Long Á Nam ở một bên nghe thấy thì nhíu mày, tên mãng phu này vậy mà chọc phải họa lớn như vậy. Bối cảnh của Khang Học Quyền còn mạnh gấp mấy lần so với quán ba của chị Tĩnh, hai người căn bản không phải ở cùng một cấp bậc, người này đúng là càng ngày càng biết gây họa. Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu, cô không có hứng thú đối với loại ăn chơi trác táng linh tinh như Khang Học Quyền, cô chỉ kinh ngạc là chuyện này vậy mà kinh động tới Khang Hướng Vinh. Phó quản gia Khang Hướng Vinh của Khang gia đã có tiếng bao nhiêu năm, là người cực kỳ âm trầm, những sự việc không thể để người ngoài thấy của Khang gia đều do ông ta tự mình động thủ. Ngọc Tiểu Long thậm chí còn nghi ngờ án diệt môn một nhà 18 người của một doanh nhân nào đó ở phương Bắc có dính dáng tới lão già Khang Hướng Vinh này. Nếu mình bảo với cậu rằng người đâm xuyên lòng bàn tay của Khang Học Quyền chính là vị hôn phu cũ của cậu thì cậu thấy sao? Từ Ngạo Tuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Tiểu Long hỏi. Ngọc Tiểu Long nghe thấy lời này thì hai chân đột nhiên duỗi ra, nhíu mày nói sao hắn lại xung đột với Khang Học Quyền thế, tìm chết sao? Từ Ngạo Tuyết nói qua một chút việc đã xảy ra khiến Ngọc Tiểu Long liên tục lắc đầu. Cho là bảo vệ vợ của mình đi nữa nhưng hắn quá lỗ mãng, quá xúc động rồi, nhất định khó thành việc lớn. Ngọc Tiểu Long nói. Từ Ngạo Tuyết đáp đúng vậy, lần này Khang Hướng Vinh tự mình tới đây, vị hôn phu cũ tiện nghi này của cậu chỉ sợ là khó thoát tội chết. Ngọc Tiểu Long hô lên một tiếng Á Nam, lấy quân trang của tôi tới đây. Long Á Nam kinh ngạc tiểu thư. Vì hắn mà đắc tội Khang gia có phải hơi. Tôi đơn phương xé bỏ hôn ước với trong lòng có thẹn, hơn nữa cũng đã từng đồng ý giúp hắn hai việc. Hắn là người mạnh miệng không muốn nói, tôi cũng chỉ có thể chủ động hỗ trợ. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết lại nói không phải là cậu thấy hối hận đấy chứ. Tiểu Long. Hắn xứng sao, Ngọc Tiểu Long nghe thấy lời này thì chỉ đáp trả lại hai chữ lạnh nhạt, Từ Ngạo Tuyết nghe vậy chỉ cảm thấy không có gì thú vị. Nói xong lời này, ánh mắt của cô nhìn về phía đỉnh Vân Đỉnh Sơn, lãnh đạm nói dù cho có người đàn ông có thể cưới mình thì nhất định phải là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa như Sở Vô Đạo. Long Á Nam ở một bên liên tục gật đầu, trong mắt cô ta, Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nhỏ ăn no rồi chờ chết, căn bản không xứng với Ngọc Tiểu Long. Của cô đây tiểu thư, trong lòng Long Á Nam thầm nghĩ, sau đó vội vàng đi lấy quân trang cho Ngọc Tiểu Long. Lại cẩn thận gắn hai ngôi sao lên trên vai. Mà phía Kiều gia lúc này lại là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động gì. Kiều Quốc Đào ngồi ở trên sofa hút hết nửa bao thuốc, giọng nói cũng đã khàn lại rồi nhưng vẫn không ngừng hút. Bàng Tú Vân ngồi ở một bên lau nước mắt oán trách tôi đã nói với ông rồi, đừng gả Thu Mộng cho cái tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này, cậu ta chẳng những bỏ đi mà còn cực kỳ gây chuyện. Lúc thì chọc tới người của Thương hội Hắc Long. Lúc lại chọc tới đại nhân vật ở đế đô, hơn nữa đại nhân vật này còn là do Trương Thiếu giới thiệu cho Thu Mộng quen biết. Lão Kiều, ông nói xem phải làm sao bây giờ. Kiều Quốc Đào bị lắc đến mức liên tục ho khan, chán nản nhìn vợ của mình hơi thở dài. Kiều Thu Mộng cũng căm tức nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, tuyệt vọng nói hiện tại anh vừa lòng rồi chứ. Một nhà chúng tôi đều bị anh hại chết rồi, anh rất vui đi. Thần sắc của Tề Đẳng Nhàn lại vẫn như thường, nhàn nhạt nói chú Kiều, dì Bàng, Thu Mộng nữa, mọi người cứ yên tâm đi. Việc do tôi làm tôi sẽ chịu, Khang Học Quyền bên đó tôi sẽ lo. Bàng Tú Vân lập tức bật dậy như tên lửa, giận dữ hét cậu tới lo, cậu lấy cái gì tới lo. Cậu cảm thấy mình là cái gì mà có tư cách đánh đồng được với Khang Tam Thiếu ra đây. Cậu con mẹ nó chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi. Chó má ở đâu ra cóc khẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Cậu không biết báo ân thì thôi còn tới gây họa cho Kiều gia chúng tôi, trên đời này sao lại có loại bạch nhãn lang như cậu cơ chứ? Ly hôn, cậu lập tức ly hôn với Thu Mộng cho tôi. Nói như vậy không chừng Kiều gia chúng tôi vẫn còn cơ hội thở dốc. Kiều Thu Mộng tuyệt vọng nói mẹ, làm vậy cũng vô dụng thôi. Khang Thiếu đã từng nói rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa còn muốn để toàn bộ Kiều gia chúng ta chôn cùng hắn. Cho dù hiện tại ly hôn đi nữa cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi, Khang Thiếu sẽ không lưu tình đâu. Nói xong lời này, nước mắt của cô ta nháy mắt rơi xuống. Cô ta cảm thấy bản thân thật sự rất xui xẻo, sự nghiệp không dễ gì mới có tiến triển, lại cố tình nửa đường nhảy ra một Tề Đẳng Nhàn tới thành chồng của cô ta.
không có bản lĩnh, không có thân phận còn chưa tính, còn có tâm ghen ghét cực mạnh, ganh ghét năng lực của Trương Thiệu Kiệt lại còn thích gây chuyện. Lần này rước phải họa lớn như vậy, toàn bộ Kiều gia cũng phải nhà nát cửa tan theo hắn. Kiều Quốc Đào, các chú mang đến tai họa ngập đầu cho Kiều gia chúng ta rồi có biết hay không hả? Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Kiều Quốc Đống từ ngoài cửa truyền vào, hùng hổ dẫn theo các chi thân thích của Kiều gia vọt vào trong. Con gái Kiều Thanh Vũ của ông ta cũng kinh hoàng và phẫn nộ kêu Kiều Thu Mộng, con mẹ nó sao cô có thể để tên chồng phế vật kia của cô đi đắc tội Khang Tam thiếu được. Các người sống đủ rồi nhưng chúng tôi còn chưa kịp thở cho đủ đâu. Kiều Quốc Đào, chuyện này ông định giải quyết như thế nào? Tôi nghe nói Khang gia đã cho người tới đây, hiện tại nói không chừng cũng đã xuống khỏi máy bay rồi. Kiều Thu Mộng, cô thân là tổng tài tập đoàn Kiều Thị lại gây ra họa lớn như vậy. Hẳn nên lập tức tự sát tạ tội bình ổn nửa giận của Kiều gia. Không sai, hai vợ chồng các người lập tức tự sát tạ tội, chúng ta mang theo thi thể của các người tới sân bay quỳ, cầu xin Khang gia tha thứ, như vậy mới có con đường sống. Một đám thân thích này đó của Kiều gia tức sùi bọt mép, đồng thời cũng sợ hãi tới cực điểm, vậy mà lại muốn Tề Đảng Nhàn và Kiều Thu Mộng hai người tự sát tạ tội bình ổn lửa giận của Khang gia. Bàng Tú Vân oa một tiếng trực tiếp khóc giống lên. Kiều Thu Mộng cũng bưng kín mặt của mình, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đinh linh linh. Di động của Tề Đảng Nhàn ngay lúc này lại vang lên, cầm lên nhìn thì thấy là Lý Vân Uyển gọi, bĩu môi một cái lười tiếp nhận. Không cần nghĩ cũng biết là Lý Vân Uyển muốn hỏi một chút về sự việc Khang gia. Trên thực tế, người của Kiều gia rất tuyệt vọng. Bởi vì Khang Học Quyền đánh tiếng nói muốn để toàn bộ Kiều gia chôn cùng Tề Đảng Nhàn. Cứ cho là đám người Kiều Quốc Đống và Kiều Thanh Vũ không oán không thù gì với anh ta thì anh ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Cái này thuộc về việc không có cách nào phản kích được, là tai họa ngập đầu của toàn bộ Kiều gia. Tự sát tạ tội quá khoa trương rồi, chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi, đáng giá để các người hưng sư động chúng như vậy sao? Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, Tề Đảng Nhàn bình đạm nói. Chỉ là một Khang Học Quyền mà thôi. Kiều Thanh Vũ hận không thể xông lên tát cho Tề Đảng Nhàn hai cái. Khuôn mặt Kiều Quốc Đống âm trầm xuống. Khang Học Quyền đã gọi cho phó quản gia của Khang gia từ Đế Đô tới, cậu có biết phó quản gia của Khang gia là ai không? Tề Đảng Nhàn lắc đầu. Kiều Quốc Đống giận dữ nói là Khang Hướng Vinh, phá nhà diệt môn Khang Hướng Vinh. Ông ta chuyên môn vì Khang gia làm một ít chuyện này đó không thể lộ ra ngoài của Khang gia, phàm là ai bị ông ta theo dõi đều không hề có kết cục tốt. Tề Đảng Nhàn hứng hờ nói chưa từng nghe qua cái tên này, là nhân vật nhỏ ở nơi nào. Cậu, nhóm thân thích Kiều gia đều có loại cảm giác muốn ngất đi, người này rốt cuộc nghĩ mình là ai vậy, ngay cả loại lời nói cuồng ngôn như vậy cũng có thể nói ra. Kiều Thu Mộng lau lau nước mắt của mình. Tề Đảng Nhàn, anh bớt tranh cãi mạnh mồm lại đi, mọi người chúng ta đều xong đời rồi. Nếu anh có thể chạy thì hiện giờ chạy nhanh đi, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh, có thể sống được ngày nào hay ngày ấy. Thực xin lỗi mọi người, đều là tôi không tốt. Ô ô ô, tuy rằng Kiều Thu Mộng đang xin lỗi nhưng mọi người đều không cho là đúng, lúc này xin lỗi còn có tác dụng gì sao? Khang Học Quyền gọi Khang Hướng Vinh tới vậy tức là chuẩn bị khiến toàn bộ Kiều gia đều chôn theo Tề Đảng Nhàn, nói xin lỗi nhiều như vậy thì có thể vãn hồi sao? Kiều Quốc Đống thở dài thật sâu, không nói nữa. Ba, con, con không muốn chết. Kiều Thanh Vũ sợ hãi đầy mặt nhìn Kiều Quốc Đống. Ba, mau tìm biện pháp đi. Chúng ta đi cầu xin ông nội một chút. Kiều Quốc Đống lắc lắc đầu. Đi cầu xin ông nội con cũng vô dụng thôi, đó là Khang gia ở Đế Đô. Ai cũng không cứu được chúng ta. Nói tới đây ông ta sầu thảm cười, không tiếp tục nói nữa. Kiều Thanh Vũ nói với Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn, hiện tại anh tự tìm đường chết, tự sát tạ tội đi. Nói không chừng Khang gia có thể bỏ qua cho chúng ta. Tề Đảng Nhàn lười lặp lại lời nói, trực tiếp ngồi xuống sofa, chờ người Khang gia tới cửa tìm phiền toái. Người tới lần này thật sự là Khang Hướng Vinh sao? Kiều Quốc Đào nhấp môi hỏi. Không thì chú nghĩ là ai? Kiều Quốc Đống tức giận đáp lại. Kiều Quốc Đào cảm thấy đầu ong ong kêu, nhìn về phía Tề Đảng Nhàn thở dài. Thu Mộng nói cũng không sai, cháu nhanh rời khỏi đây, chạy được càng xa càng tốt. Kiều gia chúng ta nhiều người như vậy sẽ chạy không thoát được. Nhưng một mình cháu có thể còn có cơ hội. Tề Đảng Nhàn lại lắc đầu, đùa cái gì vậy, chỉ là một tên nhãi nhép Khang Học Quyền mà thôi,
đáng để hắn phải chạy trốn sao? Nếu để những tên nhóc kia trong ngục giam biết mình bị một tên ngốc dọa sợ tới mức phải chạy trốn thì về sau sao có thể đảm đương làm nhị đương gia tiếp, còn quản giáo bọn họ thế nào được? Ngón tay của Bàng Tú Vân run rẩy chỉ vào Tề Đẳng Nhàn nói đều tại cậu. Đều tại cậu, cậu thật không phải là cái thứ gì tốt cả, nếu không phải tại cậu thì Kiều gia chúng tôi sẽ gặp phải tai họa như vậy hay sao? Người tới chính là Khang Hướng Vinh đấy, vậy mà cậu còn dám nói là nhân vật nhỏ. Cậu biết Khang Hướng Vinh là ai sao? Một nhà 18 người của doanh nhân ở phương Bắc chết như nào cậu có biết không? Chẳng những cậu đắc tội Khang Học Quyền còn đâm xuyên qua tay anh ta, còn dám nhục nhã người ta. Cậu, người của Kiều gia cũng đều tức giận trợn mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, hận không thể đánh chết hắn. Chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, lại càn rỡ như thể mình là thủ lĩnh một quốc gia không bằng, nơi nơi gây chuyện thị phi. Thậm chí chọc tới Khang gia còn giống như chẳng hề để ý. Cũng đúng lúc này, máy bay tư nhân của Khang gia đáp xuống ở sân bay Trung Hải. Một lão già tóc bạc mặc trang phục thời Đường màu đen, quần cũng màu đen, đi giày vải trắng chậm rãi từ trên máy bay đi xuống. Hốc mắt của ông ta trũng sâu, mũi ưng môi mỏng, gương mặt tựa như đao tước rìu khắc, khí chất cả người đầy vẻ âm trầm. Ông ta chính là phó quản gia của Khang gia Khang Hướng Vinh. Cái tên Khang Hướng Vinh này có thể ngăn tiếng trẻ con khóc, người lớn ở Khang gia thường xuyên nói với lũ trẻ con rằng nếu con còn khóc thì lát nữa sẽ cho con ngủ chung với phó quản gia. Phó quản gia, sắc mặt của tam thiếu gia Khang Học Quyền lập tức trở nên nghiêm túc sau khi nhìn thấy Khang Hướng Vinh, cung cung kính kính ôm quyền khom lưng. Tam thiếu gia, Khang Hướng Vinh cười cười duỗi tay đỡ Khang Học Quyền dậy. Tam thiếu gia làm đại lễ lớn như vậy thì sao tôi đảm đương nổi. Khang Học Quyền nói phó quản gia, thật xin lỗi ông, chưa nói gì đã gọi ông tới đây. Khang Hướng Vinh chú ý tới thương tích trên tay Khang Học Quyền, sắc mặt trầm xuống nói tam thiếu gia không cần khách khí như vậy, tôi là phó quản gia của Khang gia, làm bất cứ điều gì giúp tam thiếu gia cũng là bổn phận. Nhóm con nhà giàu xung quanh Khang Học Quyền đều run lên, một đám dùng ánh mắt kính sợ nhìn Khang Hướng Vinh. Có người từng nói Khang Hướng Vinh từng là xã hội đen, sau bị Khang gia thu phục. Còn có người nói Khang Hướng Vinh từng là thủ lĩnh của tổ chức nào đó. Cũng có người nói Khang Hướng Vinh đã từng là chiến sĩ bộ đội đặc chủng, từng giết rất nhiều đầu sỏ bên địch. Lời đồn đại có rất nhiều nhưng tất cả mọi người đều biết rõ một việc, đó là ngàn vạn lần không thể trêu chọc tới loại người Khang Hướng Vinh này. Xem ra lão già ta rất nhiều năm không lộ mặt khiến cho có người dám ngang nhiên đụng tới tam thiếu Khang gia bọn ta. Khang Hướng Vinh lạnh lùng nói. Khóe miệng kéo lên một độ cong lãnh khốc khiến người loáng thoáng cảm giác được sát khí. Người đụng tới tôi là... Khang Học Quyền muốn giải thích rõ ràng với Khang Hướng Vinh. Không cần nhiều lời với tôi đâu, nếu hắn đã dám động tới tam thiếu gia cậu thì phải chuẩn bị thật tốt nhận toàn bộ lửa giận của Khang gia chúng ta. Khang Hướng Vinh lạnh giọng nói lão phu không cần biết thị phi đúng sai là gì, dám can đảm đụng tới người của Khang gia, vậy hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều nhìn ra được rằng địa vị của phó quản gia Khang Hướng Vinh ở Khang gia rất phi phàm, ngay cả Khang Học Quyền ăn chơi trác táng như vậy cũng phải cung cung kính kính với ông ta như vậy. Quản gia, chung quy lại cũng chỉ là người làm mà thôi, nhưng có thể khiến thiếu gia trong nhà cung cung kính kính như vậy thì nhất định là có chỗ hơn người. Ô ô ô, tiếng động cơ ô tô vù vù tiến về hướng Kiều gia. Thanh âm vù vù này như tiếng kèn tử thần thổi lên lúc muốn tới thu hoạch đầu người. Không lâu sau đó cả đoàn người tới cửa Kiều gia rồi ngừng lại. Khang Hướng Vinh xuống xe, híp mắt nhìn về phía cửa lớn Kiều gia, sải chân đá ra một cước. Oanh! Cửa lớn mật mã phòng trộm mấy trăm cân trong nháy mắt bị một cước của lão già gầy trơ xương đá bay ra ngoài giống như giấy, càng giống như bị đạn pháo oanh tạc hơn. Tề Đẳng Nhàn, không phải cậu nói giỏi lắm sao? Hy vọng lát nữa lúc thấy phó quản gia, cậu còn có thể tự tin nói như ở trước mặt tôi vậy. Hôm nay không để cậu biết chữ chết viết như nào, tôi đây sẽ không mang họ Khang nữa. Khang Học Quyền liếm liếm môi theo Khang Hướng Vinh đi vào trong sân. Khang Học Quyền cũng không nhiều lời nữa, mời Khang Hướng Vinh lên xe phó quản gia, mời. Khang Hướng Vinh nói chính là lấy mạng, thái độ này vừa xem đã hiểu. Khang Học Quyền nói muốn để toàn bộ Kiều gia chôn cùng Tề Đẳng Nhàn thì thật sự muốn làm như vậy. Tới rồi, Diêm Vương thật sự tới rồi. Bàng Tú Vân sợ tới mức thân thể nhũn ra, gần như tê liệt ngã ở trên mặt đất.
một đám người ở Kiều gia cũng không nhịn được run lên bần bật, không nghĩ tới có một ngày sẽ chọc phải thế lực lớn như Khang gia. Đối với Kiều gia mà nói thì giờ khắc này như tận thế buông xuống vậy. Loại quái vật khổng lồ như Khang gia này bọn họ căn bản không trêu chọc nổi, ngay cả tư cách phản kháng ở trước mặt Khang gia cũng không có. Theo bước chân đám người Khang Học Quyền đi vào đại sảnh, mọi người Kiều gia đều có loại cảm giác tồi tệ bị mây đen áp đỉnh. Mà nhất cử nhất động của lão già gầy yếu kia càng khiến cho bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đây chính là Khang Hướng Vinh phá nhà diệt môn. Khang 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 Khang, Khang thiếu, môi Kiều Quốc đống tím lại, nơm nớp lo sợ nói. Khang Học Quyền lại lười phải liếc mắt nhìn ông ta một cái, loại gia tộc nhỏ bé như Kiều gia này búng tay là có thể diệt, nếu không phải lần này mất mặt quá lớn thì anh ta thậm chí còn không muốn gọi Khang Hướng Vinh tới mà có thể tự mình chỉnh chết Tề Đảng Nhàn và toàn bộ Kiều gia. Kiều Thu Mộng cũng nói Khang thiếu, tất cả đều do tôi không đúng, có chuyện gì anh nhắm vào tôi là được, tôi nguyện ý gánh chịu hết thảy. Khang Học Quyền khinh thường đầy mặt, lãnh đạm nói lão tử nguyện ý bỏ thuốc muốn ngủ với cô là cho cô cơ hội bám vào đùi Khang gia chúng ta, không nghĩ tới chồng của cô lại không biết điều như vậy. Thân thể Kiều Thu Mộng run run, cuối cùng cũng biết rõ lý do Tề Đảng Nhàn xung đột với Khang Học Quyền. Nhưng mà biết rõ thì lại làm sao? Tề Đảng Nhàn quá xúc động, đại gia tộc như Khang gia này không phải là nơi bọn họ có thể trêu chọc vào. Tề Đảng Nhàn tuét miệng cười, như suy tư gì đó mà nói không phải dùng vũ lực thì là bỏ thuốc. Xem ra các người đều cảm thấy cơm lớn khoan hồng trước mặt không thể ăn, cứ một hai phải ăn cơm tù mới thơm đấy. Ánh mắt đầy sát khí của Khang Học Quyền trực tiếp khóa ở trên người Tề Đảng Nhàn. Anh ta lớn như này, lần đầu tiên ăn lỗ nặng như vậy. Ngày thường đều là anh ta khi dễ người ta, hơn nữa những người bị anh ta khinh qua còn phải lì lợm cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng đúng lúc này anh ta lại bị Tề Đảng Nhàn đánh, trực tiếp xuyên đinh qua lòng bàn tay, còn bị ép uống hết thuốc vốn chuẩn bị cho Kiều Thu Mộng, hiện tại, người anh em, vẫn còn nóng rát đau đớn đấy. Để bố anh ở đây chống mắt lên xem, Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Khang Học Quyền. Mọi người ở Kiều gia sau khi nghe thấy câu nói đấy đều trực tiếp suýt ngất đi, đã là lúc nào rồi mà Tề Đảng Nhàn còn dám dùng loại khẩu khí lớn như vậy tới nhục nhã Khang Học Quyền. Sắc mặt Khang Hướng Vinh lại đột ngột biến đổi lúc này, hừ lạnh một tiếng đều quỳ xuống hết cho tôi. Khí thế khủng bố của ông ta tỏa ra, người xung quanh đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cho dù là mấy tên nhà giàu đi theo sau Khang Học Quyền cũng không chịu được mà lui về phía sau vài bước. Mọi người ở Kiều gia càng không dám phản kháng, một đám ủ rũ cụp đuôi quỳ rạp xuống đất. Nhìn người Kiều gia xôn xao quỳ xuống đất một mảng lớn, trong lòng Khang Học Quyền hơi hơi đắc ý. Nhóm con nhà giàu thấy một màn này thì nội tâm chấn động, Kiều gia nói như nào cũng có chút danh tiếng và địa vị ở Trung Hải này, vậy mà phó quản gia quát một cái đã khiến bọn họ ngay cả một câu phản bác cũng không có, động tác giống nhau lập tức quỳ xuống. Khang Hướng Vinh nhìn thấy Tề Đảng Nhàn vẫn đứng. Hơn nữa giữa hai đầu mày mang theo một chút bấn mãn và lạnh lẽo thì hừ lạnh một tiếng. Tề Đảng Nhàn cậu mau quỳ xuống, cậu con mẹ nó muốn hại chết cả nhà chúng tôi phải không? Kiều Thanh Vũ có chút phát điên cuồng loạn hét lớn. Đảng Nhàn, nhịn một chút gió êm sóng lặng, không cần thiết phải chống chọi lại Khang gia, quỳ xuống đi. Nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Kiều Quốc Đào thở dài, trầm giọng nói. Khang Học Quyền nhếch miệng cười không sai. Toàn bộ quỳ xuống thành thành thật thật ba quỳ chín lạy với lão tử, nói không chừng tâm tình tôi tốt buông tha mấy người trong các người đâu. Kiều Thu Mộng cắn răng nói với Tề Đảng Nhàn nếu lúc trước anh có gan gây chuyện thì phải có gan gánh vác, mau mau quỳ xuống đi. Lúc nói chuyện cô ta rơi lệ đầy mặt, đối mặt với Khang gia cường thế như vậy căn bản đường sống để phản kháng cũng không có. Tất nhiên tôi sẽ gánh vác nhưng không phải dùng loại phương thức mềm yếu này. Tề Đảng Nhàn lắc lắc đầu nói. Khang Hướng Vinh lúc này lại ha hả cười nói với Tề Đảng Nhàn cậu chính là phế vật khiến tam thiếu gia nhà ta bị thương. Lão già ghẻ, tôi thấy ông mới là phế vật đấy. Tề Đảng Nhàn nhíu mày có chút không vui hỏi lại. Lời này vừa ra khiến Khang Học Quyền cũng phải ngẩn người. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người dám nói như vậy với Khang Hướng Vinh. Tề Đảng Nhàn, anh chính là chuyên tới gây họa cho Kiều gia chúng tôi, không hại chết Kiều gia chúng tôi thì anh không vui. Anh có biết Khang Hướng Vinh là ai không? Anh dám nói như vậy với ông ấy. Cả nhà chúng tôi đều bị tên phế vật như anh hại. Kiều Quốc Đào, ông có đứa con rể tốt thật,
không khiến chúng ta cửa nát nhà tan thì hắn không yên tâm a. Khang Hướng Vinh bỗng nhiên đi lên trước một bước, cỗ sát khí trên người càng thêm dọa người, ép tới mức khiến mọi người gần như không thở nổi. Tề Đẳng Nhàn lại hề không dao động, chỉ có chút khí thế như này. So với Đồ Tể giết mấy vạn tù binh mà nói thì vẫn kém xa quá xa rồi. Khang Học Quyền lại mở miệng ngay lúc này, nhìn Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, Tề Đẳng Nhàn, cậu cũng đừng nói Khang gia chúng tôi ỷ thế hiếp người, không cho các người cơ hội. Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, hy vọng cậu quý trọng nó, không cần phụ ý tốt của tôi. Con người của tôi từ trước tới nay rất ít khi cho người khác nhiều cơ hội như vậy. Một tên hay nịnh hót Khang Học Quyền lập tức nhảy ra, quát, Khang thiếu chiếu cố mày như vậy, mày còn không nhanh quỳ xuống cảm tạ Khang thiếu. Không phải cậu rất để ý tới vợ mình sao? Kiều Thu Mộng, hiện tại tôi muốn cô ở trước mặt mọi người cởi sạch sẽ đồ trên người xuống, sau đó giống như chó bỏ tới bên chân tôi. Khang Học Quyền liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, sau đó lại nhìn Kiều Thu Mộng mỉm cười nói. Nếu cô cởi đủ nhanh, cởi đủ sạch, lời nói cũng khiến tôi vừa lòng, vậy tôi cũng không phải không thể suy xét hơi chút giơ cao đánh khẽ, hơi buông tha một chút. Nhưng nếu cô cởi không đủ nhanh, bò không được tốt, vậy không chừng tôi sẽ càng thêm tức giận đấy. Khang Học Quyền cười, Kiều Thu Mộng là vợ của Tề Đẳng Nhàn, anh ta muốn ném mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn đi quét rác. Kiều Thanh Vũ lập tức lạnh giọng nói, Kiều Thu Mộng, cô còn không nhanh chóng dựa theo lời Khang thiếu mà làm. Sắc mặt của Kiều Thu Mộng tái nhợt lại, không nghĩ tới Khang Học Quyền sẽ ra một điều kiện hà khắc như vậy. Muốn nhìn phụ nữ như vậy thì về nhà mà nhìn mẹ anh ấy. Tề Đẳng Nhàn bước lên phía trước một bước lạnh nhạt nói. Ánh mặt Khang Học Quyền lạnh xuống, đồ chó má không biết lựa lời, cho mày cơ hội mày không biết quý trọng, xem ra là thật sự muốn cả nhà chết sạch. Kiều Thu Mộng ngậm nước mắt khuất nhục mở miệng, Khang thiếu. Nếu tôi làm tốt thì có thể buông tha cho người nhà của tôi hay không? Cái này thì phải xem tâm tình của tôi. Khang Học Quyền liếc mắt nhìn Kiều Thu Mộng một cái, nói. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày đi qua hướng Khang Học Quyền. Tề Đẳng Nhàn đứng ở trước mặt Khang Học Quyền nhưng sắc mặt của Khang Học Quyền cũng chẳng đổi. Phó quản gia Khang Hướng Vinh đứng bên cạnh hắn, có vị phó quản gia này ở đây, chẳng sợ đối phương có vũ lực cao như thế nào thì cũng chỉ giống như gà chó ngoài vườn mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Khang Học Quyền nói, hiện tại tôi cũng cho anh một cơ hội, nếu không thì tôi cũng mặc kệ anh có phải là cái gì Khang thiếu gia hay không. Chính cậu cởi sạch sẽ quần áo của mình ra, sau đó giống như chó vòng quanh nhà lớn Kiều gia ba vòng, thành thành thật thật xin lỗi Kiều gia. Còn vị phó quản gia này, tôi không thích, tự phế tay của mình đi. Như vậy tôi còn có thể để các người bình yên vô sự rời khỏi Kiều gia. Lời này của Tề Đẳng Nhàn vừa ra, hiện trường lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh. Người ở Kiều gia đều trợn tròn mắt, Tề Đẳng Nhàn này có phải tim thật sự có bảy ngăn hay không vậy, đến lúc này rồi vẫn còn dám nói loại lời nói này. Chưa tính để Khang Học Quyền cởi quần áo giống như chó bò ba vòng, còn muốn đại nhân vật như Khang Hướng Vinh tự mình phế đôi tay. Hắn cho rằng mình là ai vậy, thủ lĩnh quốc gia sao? Này, tỉnh tỉnh lại đi, cậu chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nhỏ thôi. Nhóm người nịnh nót Khang Học Quyền cũng ngây ngẩn cả người, sau đó một đám cười ha hả lên. Tề Đẳng Nhàn, cậu còn nghĩ mình là đại thiếu gia năm đó của dòng chính Tề gia sao? Cậu con mẹ nó cái gì cũng không phải, chỉ là một cảnh ngục nhỏ bé mà thôi, vậy mà dám nói như vậy với Khang thiếu, còn dám để phó quản gia tự mình phế đôi tay. Thời buổi này đúng thật là loại chim gì cũng có. Không nghĩ tới anh ta vậy mà là một tên điên như vậy. Khang Học Quyền và Khang Hướng Vinh liếc nhìn nhau, sau đó đều nhìn không được mà cười ha ha. Khang Học Quyền lãnh đạm nói với Tề Đẳng Nhàn, có lẽ mày có chút thân thủ, nhưng về cái thân thủ này của mày ở trước mặt phó quản gia căn bản không đủ xem. Tao hạ thuốc vợ mày chuẩn bị ngủ cô ta, đó là vinh hạnh của cô ta, mày không nên ngăn cản. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, trong ngục giam của chúng tôi cũng giam giữ hai người phụ nữ dùng thủ đoạn rác rưởi, ngày qua ngày của bọn họ thật sự rất thảm. Khang Học Quyền cười nhạo nói, tao để vợ mày bồi ngủ, để cô ta cởi hết quần áo tới lấy lòng tao, đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Tao là người Khang gia, lời nói của tao chính là phép tắc. Nếu mày không phục, muốn phản kích, đó chính là biết pháp phạm pháp. Tao muốn đối xử với mày thế nào thì mày phải bình thản chịu đựng. Thành thành thật thật chịu, tốt nhất là đừng có đánh trả. Bởi vì nếu mày phản kháng,
cho dù không bị phó quản gia đánh chết thì cũng phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Khi nói chuyện, Khang Học Quyền cười cười nói với Kiều Thu Mộng, cô còn không nhanh cởi quần áo đi. Chờ đến lúc tôi ra lệnh một tiếng khiến toàn bộ Kiều gia của cô diệt môn sạch sao. Tề Đẳng Nhàn rất nghiêm túc gật gật đầu, tôi đã xác định xong rồi, anh chính là muốn tìm đường chết. Tao cứ tìm đường chết đấy thì sao, Diêm Vương cũng không dám nhận tao đâu. Có phó quản gia ở chỗ này, mày dám động vào tao sao? Chạm vào một sợi tóc của tao, tao sẽ khiến cho từng người Kiều gia chết ở trước mặt mày. Khang Học Quyền cười dữ tợn nói. Tề Đẳng Nhàn lại đột ngột ra tay ngay lúc này, một phen bóp cổ Khang Học Quyền, bàn tay to như kìm sắt vậy, chỉ cần hơi dùng chút sức là có thể khiến Khang Học Quyền chết ngay lập tức. Khang Hướng Vinh cả kinh, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại thật sự to gan lớn mật như vậy, dám can đảm động thủ ở trước mặt Khang Hướng Vinh mình như vậy. Dừng tay, nếu cậu dám động vào Tam Thiếu Gia, tôi lập tức khiến cho Kiều Gia máu chảy thành sông. Đồng thời cái mạng chó của cậu tôi cũng sẽ lấy luôn. Trong mắt Khang Hướng Vinh lập lòe sát khí, tức giận quát lớn. Mọi người Kiều gia đều bị dọa cho suýt ngất, sôi nổi quát lớn. Tề Đẳng Nhàn nhanh tay buông Khang Học Quyền ra. Kiều Thu Mộng dưng dưng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh mau chóng thả Khang Thiếu ra đi, lời anh ta nói tôi làm theo là được. Cô ta biết rằng hiện giờ làm theo thì về sau sẽ chẳng còn mặt mũi gặp người, nhưng việc cấp bách hiện tại là bảo toàn tính mạng của người nhà. Sau khi làm loại sự tình tổn hại mặt mũi này thì cùng lắm tự tuyệt hậu thế, xong hết mọi chuyện thì ai dám bắt cô ta chịu đựng một người chồng như Tề Đẳng Nhàn nữa đây. Nhưng những lời này của Kiều Thu Mộng vẫn chưa khiến Tề Đẳng Nhàn phải để ý tới. Phải vậy không, tôi muốn nhìn thử xem chút, tôi động anh ta thì ông có thể làm được gì. Mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh xuống, vươn tay nện xuống một quyền ở trên mặt Khang Học Quyền. Bang! Một đấm này vang tiếng giòn tan. Không thua gì thời điểm trời nắng bỗng nhiên lại bị một tiếng sét đánh. Vương Bát Đản, mày mau buông Khang Thiếu ra đi, nếu không sẽ không đơn thuần chỉ để Kiều gia chôn cùng mày mà ngay cả bạn bè thân thích cũng sẽ đều cả nhà diệt môn. Mày cái đồ con kiến hèn mọn này, cũng dám đánh quý nhân như Khang Thiếu, hôm nay dù cho Thiên Vương ra tới cũng không cứu nổi mày. Mày còn dám động Khang Thiếu thêm một chút thì tao liều mạng với mày. Tề Đẳng Nhàn đối với mấy người nịnh nọt đều đầy mặt khinh thường. Duỗi tay lại nện thêm một quyền vào mặt Khang Học Quyền. Sau đó, hắn ngạo mạn mà lại không thú vị nhìn một đám chuyên nịnh nọt và Khang Hướng Vinh, hỏi như vậy có được tính là tôi đã động vào anh ta không? Sắc mặt của Khang Hướng Vinh trầm xuống, bước chân hơi động chút khiến mặt đất rung động sàn sạt, tùy thời đều có thể tìm đúng thời cơ ra tay một kích giết chết Tề Đẳng Nhàn. Không phải nói tôi động vào anh ta một chút thì sẽ có hậu quả sao? Vậy sao hiện giờ tôi vẫn còn tốt vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Thấy mọi người ngoại trừ khiếp sợ chính là thờ ơ, vì thế nhắm tới đầu gối và bụng của Khang Học Quyền hung hăng nện một quyền. Nôn. Khang Học Quyền hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu, ruột gan lẫn lộn lại với nhau, khó chịu xanh tím đầy mặt. Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì đó hỏi, vậy thì như này có được tính là động tới Khang Thiếu của các người không? Bang. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lại nện thêm một quyền ở trên mặt Khang Học Quyền. Trên mặt lạnh lùng nói, hạ thuốc vợ của tôi. Bang. Lại thêm một đấm muốn để Kiều gia chôn cùng tôi. Bang. Tề Đẳng Nhàn khinh thường đầy mặt, tôi không dám động vào anh. Bang. Khi dễ vợ của tôi là để mắt tới cô ấy. Muốn tôi phải nhịn. Bang. Tôi con mẹ nó ngay cả nói nặng lời với cô ấy cũng không dám, vậy mà anh dám khinh nhục cô ấy. Liên tiếp vài đấm rơi xuống, đánh đến mức cả khuôn mặt của Khang Học Quyền sưng vù lên. Nơi nơi là máu. Khang Hướng Vinh ở một bên xem đến mức hai mắt đỏ bừng, Khang Học Quyền cũng rất kiên cường, cắn răng nói, loại người như mày hôm nay nhất định phải đánh chết tao. Nếu như tao không chết được, tao nhất định sẽ trơ mắt nhìn cả nhà mày tử tuyệt. Khang Hướng Vinh cả giận nói, là đàn ông thì động khẩu không động thủ, mau buông Tam Thiếu ra ra, nếu không. Nếu không thì sao, ông có thể làm gì được tôi? Tề Đẳng Nhàn khinh thường đầy mặt, vậy được, tôi cho ông một cơ hội. Nói xong lời này hắn tiện tay ném một cái, bang một tiếng quẳng Khang Học Quyền qua một bên. Mọi người Kiều gia đều đã cúi thấp người xuống, cả người run bần bật, thậm chí không dám dương mắt lên xem một chút tình cảnh hiện tại. Phó quản gia, đừng giết hắn, bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi của hắn, tôi muốn đích thân tiễn hắn lên đường. Khang Học Quyền thống khổ bất kham kêu lên, hận ý trong lòng đã sôi trào tới cực điểm.
Trong mũi Khang Hướng Vinh phun ra một hơi hừ lạnh, hai chân hoạt động, đã làm tốt chuẩn bị phát lực. Tề Đẳng Nhàn một tay cắm túi, một tay rũ ở bên người lạnh nhạt nhìn Khang Hướng Vinh. Họ Tề kia hơn nửa là biết mình khó thoát chết nên vừa rồi mới bắt cóc Khang Thiếu, chỉ là đầu óc hắn có vấn đề lại thả Khang Thiếu ra, hiện tại hắn chết chắc rồi. Phó quản gia Khang Hướng Vinh chính là đại sát khí của Khang gia, mấy năm nay ông ta rất ít khi ra tay. Nói cũng không sai, lúc này phó quản gia thật sự bạo nộ rồi, tên nhãi này hơn nửa sẽ rất nhanh bị tóm được, vặn gãy tứ chi, đến lúc đó mọi người cùng nhau đưa hắn lên đường giúp Khang Thiếu hết giận. Đàn ông Kiều gia toàn bộ bán đến Nam Dương làm nô lệ, để bọn họ bị tra tấn đến chết, phụ nữ để lại, đẹp thì chúng ta chia nhau, khó coi toàn bộ bán đến Nam Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.